kiếm lai like tập 75, phân đạo chúc các bạn xem video vui vẻ. Cách qua đoàn khí tượng hỗn loạn kia, lục đài không thấy rõ ràng động tác của Trần Bình An, nhưng hắn tin tưởng lấy phong cách hành sự cẩn thận của Trần Bình An, hẳn sẽ biết làm ra phương án an toàn. Bất chi bất giác, lục đài sớm đã coi Trần Bình An mới võ đạo tứ cảnh là người trong đồng đạo, thậm chí trong một số lựa chọn mang tính sinh tử, hắn nguyện ý tin cậy thậm chí ỷ lại Trần Bình An ở một trình độ nhất định. Đối với luyện khí sĩ theo đuổi tự thân bất hủ, đặc biệt là thiên kiêu chi tử có hy vọng chứng đạo mà nói điều này rất khó có được lão già đội mũ cao đã không hy vọng xa vời mong mọi chuyện tốt đẹp được nữa hắn nhạy bén phát giác được mấy nơi phi kiếm ngầm đảo quanh theo đàn thất ẩm vang nổ tung nháy mắt khi ánh sáng bầu trời trở nên trói mắt lạ thường một sợi tinh túy âm hồn của lão già đội mũ cao nhắm chuẩn thời cơ quyết đoán lóe trôi lên nơi càng cao tuy trên âm hồn một mực có một sợi tơ thường màu vàng quấn quanh nhưng so với động đãng kinh thiên địa khóc quỷ thần đang phải chịu thì có thể lơ là không kể tuy chẳng ngờ thiếu niên kia không trúng kế không vươn tay đi tiếp ngũ nhà quan mà mặc nó rớt thẳng xuống đất không hề để lỡ chút thời gian nào nhưng âm hồn lão nhân đội mũ cao vẫn rất tự tin có đạp lên thanh phi kiếm rất ghê gớm kia thiếu niên áo bào vàng cũng không đổi kịp mình trừ phi là vừa ngự kiếm vừa sử dụng phương tốc phù hơn nữa còn phải trước một bước nhắm chuẩn phương vị mình bỏ chạy ba thứ đó thiếu một thứ cũng không được đặc biệt là cơ hội này thoáng chốc liền trôi bởi vì rất nhanh phược yêu tác đã bị âm hồn giải thoát vừa nãy khi đan thất và khí hải đồng loạt tự bạo linh khí trên phược yêu tác đã còn thừa không mấy rất khó trói buộc âm hồn được nữa nếu không vì sao nói tu sĩ trên núi, sợ nhất hai chữ lỡ như, trên trời, thiếu niên áo bào vàng chân bình an liên tiếp hai lần sử ra phương tấp phù, đột nhiên đi tới phía sau sợi tinh túy âm hồn kia, lần đầu tiên rút ra thanh kiếm khí trường khí mượn tạm từ lão đại trường thành kiếm tiên, chân bình an tâm không bằng vụ, trong não hải toàn là cảnh ở ngôi chùa rách nát, tề tiên sinh đối mặt một kiếm của liệu xích thành, một kiếm chém xuống, âm hồn đáng thương giống như một mảnh bèo trôi bị hồng thủy kiếm khí cuốn phăng từ đây nhân gian không còn chút vết tích nào của người kia nữa một kiếm thành công trần bình an lập tức rơi vào cảnh dầu cạn đèn khô chọn cả cánh tay cầm trường khí đều biến thành xương trắng đến nỗi năm ngón không cầm nắm nổi thanh trường khí kia nữa trường kiếm rớt xuống đất chẳng những thế cả người trần bình an cũng chán nản nện thẳng xuống mùng một mười lăm không khỏi nôn nóng lượn vòng quanh bốn phía thân hình đang rớt xuống đất nhưng không biết xoay sở thế nào may mà trong tay lục đài có liên hoa phủ lục kịp thời tung ra đón lấy trần bình an giữa trời cuối cùng đỡ hắn đứng trên phi kiếm trầm tiêm đang chậm rãi hạ thấp bản thân lục đài cũng đứng ngay bên cạnh Lục Đài nhìn bộ dạng thê thảm của Trần Bình An, vừa đau lòng lại vừa bực bội. Trần Bình An, ngươi liều lĩnh quá, có muốn giữ mạng nữa không? Cứ để mặc hắn đảo tàu thì đã sao? Một sợi âm hồn mà thôi. Nếu muốn trỗi dậy, ít nhất cũng là chuyện của vài chục năm thậm chí trăm năm sau. Đến lúc đó người ta còn cần sợ hắn. Trần Bình An nghiêng đầu nôn ra một búng máu. Hắn còn có tâm trạng thuận theo tầm nhìn nhìn lại một lúc lâu, nhìn khiến Lục Đài dở khóc dở cười. Trần Bình An thu hồi tầm nhìn, quay đầu trông hướng chiến trường trên cao nơi vị lão tu sĩ kia thân tử đạo tiêu lại không có vẻ gì là đắc ý ta đang giết người lục đài gấp gáp lấy ra một chiếc bình xứ xúc ra nước thuốc mùi thơm nồng đặc chậm rãi nghiêng đổ lên cánh tay thảm không nỡ nhìn của trần bình an dù là được cứng đầu như trần bình an cũng phải nghe răng nhếch miệng lục đài thấp giọng giải thích chịu khó chút thứ này có thể biến xương trắng thành thịt tươi lục đài phát hiện trần bình an đảo mắt nhìn quanh bốn phía tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì trong lòng rõ ràng bực mình nói vừa nãy ta đã giúp ngươi thu lấy trưởng kiếm và phược yêu tác rồi tạm thời thu ở trong đai lưng chẳng qua phải nói trước phực yêu tác tổn hại ghê lắm cần phải tiêu tốn không ít tiền mới có thể tu sửa như mới nhưng mà ngươi yên tâm khoản tiền này đương nhiên là ta bỏ ra trần bình an thở phào một hơi lập tức hỏi thế chiếc mũ kia lục đài xem thường nói dưới chân chúng ta toàn là đồng không mông quạnh không sợ bị người nhặt được đâu muốn tìm thì dễ lắm hai người một vị kiếm chậm rãi hạ thấp xuống đất trần bình an thở dài một hơi khối bồ đoàn kia đã hủy khá là đáng tiếc lần chạm yêu trừ ma này không ngờ chỉ thừa lại một chiếc mũ có thể rời được núi chẳng qua khi trước ngược dòng mà lên chớp ý muốn chém giết lão tu sĩ tại chỗ đối với tôi luyện thần hồn rất có ích lần đầu tiên võ đạo tứ cảnh có cảm giác trầm xuống không còn hư vô mờ mịt cầm nắm bất định như trước trận biến cố hoặc nói cách khác là cơ duyên này rất tương tự lựa chọn của âm hồn cha cố sán trên đường đi xa đại tùy trần bình an cảm thấy trường chém giết vừa rồi dù cho không thu được ngũ nhạc quan dù cho phực yêu tác triệt để tan vỡ thì cũng đều không thiệt hiện nay tự nhiên là kiếm được món hời lớn không nói cái khác chỉ riêng thanh trường kiếm xi si tâm tràn đầy khí tức tai họa kia phẩm tướng đã để thăng một đoạn lớn bán qua tay đều là tiền chẳng qua pháp bảo trên thế gian rốt cục vẫn là vật ngoài thân chỉ có quyền pháp và kiếm thuật mới là thứ trần bình an phải nắm chắc đó là cái gốc để dựng thân lục đài đột nhiên cười nói chiếc ngũ nhạc quan đó nhìn đẹp thật lão gia hỏa kia hình như vẫn chưa phát huy ra được hết uy lực hẳn là do không rõ ràng lai lịch thực sự của ngũ nhạc quan sau này về lại trung thổ thần châu ta phải đi tàng thư lâu và mấy thế gia địa lý lật xem tư liệu mới được nói không chừng sẽ có thu hoạch trần bình an cười nói được lắm đây là muốn thu vào trong túi chứ gì người vừa vút đít là ta biết sắp đánh giám rồi lục đài tức giận nói trần bình an người tốt xấu gì cũng đọc không ít sách thánh hiền có thể nói chuyện nhò nhã chút được không trần bình an ui ra một tiếng nhị đại lão ra để ý lắm thế lục đài ném cho hắn một cái lườm xem thường cho dù một đường đồng hành nếu tính thêm ngồi trên thôn bảo kình từ Đào huyền sơn đến đồng diệp châu thì đã không biết mấy ngàn dặm nhưng trần bình an vẫn cảm thấy hơi ăn không tiêu hai người hạ xuống sơn lâm bên ngoài phi ưng bảo lục đài tâm ý vừa động bản mạng phi kiếm mạch mang chợt lóe mà trôi lục đài chủ động tiết lộ thực tình so với châm tiêm mạch mang rất thương lực bình bình nhưng từ lúc mới đản sinh mạch mang đã có được một hạng thần thông hiếm thấy kiếm bảo nghe đi cùng là phi kiếm nhưng của nhà người khác quả nhiên đều không giống nhau trần bình an cười vỗ vỗ hồ lô dưỡng kiếm mùng 1 và 15 đều đang ẩn thân trong đó Chẳng qua lần này dù là mùng 1 cũng không bực bội với Trần Bình An, hẳn nên là bởi trận chiến sinh từ lần này không giống như hai lần trước ở Miếu Thành Hoàng và trong Thiên Quân Vạn Mã, nó lập công không nhiều. Nhưng nguyên nhân thực sự là Trần Bình An ngoài miệng nói hâm mộ, song sâu trong nội tâm vẫn tràn ngập cảm kích đối với mùng 1-15. Trần Bình An ngồi xếp bằng dưới một gốc đại thụ, liếc mắt nhìn cánh tay chỉ còn xương trắng, đu bĩu môi, trong mắt lục trầm không khỏi đỏ lên, cả người hiện vẻ trầm mặc. Trần Bình A nhìn hắn một cái, khóc lóc cái gì, như đàn bà lục đài kinh ngạc trần bình an cười cười rất vui vẻ khi xưa ở sơn trúc lâu rách nát trần bình an luôn bị chân trần lão nhân mắng như vậy rất là khó chịu giờ mới phát hiện mắng người khác thế này quả nhiên rất sướng mồm lục đài nhìn trần bình an cười sảng lãng tâm cảnh hắn cũng an bình theo ngồi xuống đối diện hỏi sao phải liều mạng như vậy trần bình an thản nhiên đáp chúng ta không phải đã nói trước rồi ư ừ. người đi lầu chính phi ưng bảo ta tới đối phó biển mê kia chuyện đáp ứng ngươi rồi thì phải cố mà làm chứ huống hồ sau đó lão già tà tu kia quyết tâm muốn giết ta ta không liều mạng sao sống được còn có thể làm thế nào trần bình an thoáng ngưng giây phút suy nghĩ một lát rồi bổ sung đã đánh sống đánh chết với người ta nghĩ tới tình huống xấu nhất luôn là không sai nếu phược yêu tác thật sự bị hủy ta cũng sẽ không trách người đó là quyết định của chính ta giống như trước đây chúng ta đối phó đám gia hỏa giết người cướp hàng kia ta cảm thấy có thể thu tay ngươi vẫn cứ muốn đuổi theo giết kẻ đứng sau màn đạo lý đều như nhau cả lục đài ai nay nói đai lưng kia là vật bản mạng của ta không tổn thương được, xin lỗi. Trần Bình An khoát khoát tay, tỏ ý Lục Đài không cần giải thích thêm, mắt nhìn thần sắc u ám của Lục Đài, cười an ủi nói, đây không phải là bởi chính ta cảm thấy không sao cả, mà là ta nguyện ý tin tưởng ngươi, mới cảm thấy có chút chuyện ngươi làm là có cân nhắc cùng suy tính của ngươi, bằng hữu với nhau, không cần phải rông dài, phành mắt Lục Đài lại thoáng ướt át. Trần Bình An ngữ trọng tâm trường nói, ngươi à, không phải nữ nhi, thật là đáng tiếc, trước kia ta có hai bằng hữu giang hồ, chính là đạo sĩ trẻ tuổi và du hiệp xô quay nón từng nói qua với ngươi với loại chuyện thế này bọn họ đều không nhan nhan nhó nhó như ngươi ngươi quá không dứt khoát một người tùy tiện coi người khác là bằng hữu thường thường không có bằng hữu thực sự một người thích ngoài miệng xưng huynh gọi đệ tâm lý thật ra không có huynh đệ chân chính thế nên lục đài biết hai tiếng bằng hữu chạy ra từ trong miệng trần bình an có phân lượng nặng thế nào có thể vì đó mà phó thác sinh tử trên thực tế trần bình an cũng là làm như vậy lão nhân đội mũ cao lấy ngũ nhạc đè xuống chỉ cần lục đài ra tay chậm một chút dù cho trần bình an tránh ở trong hố to dưới chân núi thì cũng vẫn sẽ bị linh khí của trận pháp trấn áp đè cho chết ngác nghĩ tới đây lục đài lại càng bất sứt bộ dạng càng như một nữ tử bởi vì đương thời ở trong tiểu viện hắn là người nghe duy nhất từng chính tai nghe trần bình an nói qua những chuyện này những chuyện liên quan đến mộng tưởng và nguyện vọng thế là lục đài chém đinh trà sát nói trần bình an lần chia của này ta sẽ khiến ngươi kiếm đầy bùn đầy bát trần bình an nguyết một cái xem thường lời nói chuyện trầm mặc rất lâu chỉ có tiên nắng trời thu thấu qua cành lá lác đác hắt xuống giữa rừng cuối cùng lục đài thở dài mở miệng nói trần bình an người sợ chết ta sợ mệnh người nói hai chúng ta có giống là đồng bệnh tương liên trần bình an lắc đầu nói đương nhiên không phải ta nam tính hơn ngươi nhiều thật không dễ dàng lục đài mới thổ lộ được tiếng lòng với loại người này kết quả bị người tưới cho một đầu nước lạnh lập tức đại nộ trần bình an người sao không biết điều thế nhỉ trần bình an nháy mắt mấy cái một đại lão gia như ta muốn một nam nhân khác cảm thấy ta biết điều ta có bệnh à, lục đài mệt mỏi nói. được rồi, ta có bệnh. sau đó hắn thỏ thẻ như mũi nói, đến chính ta cũng không biết mình là nam nhân hay nữ nhân. trần bình an tai thính, ngẩn người, ý gì? lục đài ngửa ra sau, nằm trên mặt đất, thì là nghĩa đen thôi. ta chính là quái vật mà, từ nhỏ đến lớn, người biết bí mật này, cha mẹ ta cộng với hai vị sư phó, lại thêm một lão tổ tông trong gia tộc, đến người là người thứ sáu. sau khi lên dương đài, ta mới có thể thực sự. mấy câu cuối trần bình an đã hoàn toàn nghe không rõ ràng trần bình an nín nửa ngày lục đài thẫn thờ nhìn lên trời cao muốn nói gì thì nói đi ta nếu đã nói ra miệng tức là đã sẵn sàng tiếp nhận cách nhìn từ ngươi trần bình an dịch chuyển vị trí kể sát lục đài thêm một chút vẻ mặt tràn đầy hiếu kỳ lại có chút khó xử thấp giọng hỏi nữ nhân tới lúc kia có phải rất đau không lục đài như bị xét đánh mặt đen lại quay đầu qua cắn răng nghiến lợi nói sao ngươi không đi hỏi cô nương mình thích đó trần bình an vô thức gãi gãi đầu ta nào dám à lục đài đột nhiên cười lên chỉ chỉ cánh tay Trần Bình An. Trần Bình An móng một câu mẹ nó, gấp gáp thả cánh tay máu thịt đang từ từ mọc ra xuống. Đau quá, hai người lần nữa không lời. Lúc Lục Đài ngồi dậy, đột nhiên phát hiện ra hỏa kia đang thương tâm, hơn nữa còn là thương tâm đến chết. Lục Đài chỉ cảm thấy không thể nói lý, không biết dưới gầm trời này còn có chuyện gì có thể khiến Trần Bình An nghĩ không ra đến mức như vậy. Chỉ thấy trên đầu gối Trần Bình An đặt một chiếc ấn trương nho nhỏ Lục Đài chưa từng gặp qua. Hôm nay phi ưng bảo đại nan lâm đầu, sau cùng bình yên vô sự, Trần Bình An hắn cũng còn sống. Lý châu động thiên tất cả mọi người đều bình yên vô dự thậm chí đến cả đứa trần đất như trần bình an còn đi ra sông pha giang hồ bởi là chúng ta có thể tiên sinh nhưng mà tề tiên sinh giờ ở đâu trên đường trở về tâm tình trần bình an đã khôi phục như thường cánh tay trắng nếu lòi xương kia bây giờ chính đang từ từ mọc máu thịt từng mảnh kinh mạch hẹp dài như dây leo chậm rãi lan tràn vô cùng huyền diệu trần bình an chăm chú ngắm nhìn hệt như một vị phu tử đang nghiên cứu học vấn kết quả khiến lục đài buồn nôn không thôi nghĩ thầm gia tộc lục thị cũng nuôi dưỡng một ít tông sư võ đạo kỳ nhân dị sĩ nhưng ở giai đoạn tứ ngũ cảnh khẳng định không ai có được phần định lực như trần bình an trần bình an nhịn đau vừa đi vừa nhìn từ đó tận mắt chứng kiến những kinh mạch kia sinh trường hắn gặt hái được rất nhiều lợi ích đối với chuyện vận khí một ít vấn đề mấu chốt vốn suy nghĩ không ra nay chợt hiểu ra phải đến khi tới gần phi ưng bảo trần bình an mới đành thu cánh tay lại tránh để cho bách tính phi ưng bảo hiểu lầm là mình là người trong ma đạo có pháp bảo kim lễ trên thân hắn hoàn toàn có thể giấu bộ dạng thê thảm trong tay áo đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình mọc lại cánh tay trước đó phi kiếm mạch mang đã kéo về chiếc ngũ nhạc quan lục đài sau một phen đắn đo nói đây là món pháp bảo tuổi đời xa xưa phẩm tướng cực cao hình vẽ ngũ nhạc bên thành ngũ bất luận là kỹ xảo hay hình chế đều hiển thị chiếc ngũ nhạc quan này có lẽ đến từ trung thổ thần châu rất có khả năng là đến hậu thế mới lưu lạc tới đồng diệp châu số phận nó chắc hẳn rất long đong nói không chừng ban đầu nó là vật bản mạng của vị chính thần chiếu danh nào đó ở trung thổ đối với điều này trần bình an khá hứng thú cảm thấy được làm phong phú thêm kiến thức bản thân còn về phần liệu lục đài có ý đồ độc chiếm ngũ nhạc quan hay là cố ý biếm thấp giá trị ngũ nhạc quan trần bình an không hề nghĩ tới bởi vì thật lòng mà nói hắn cảm thấy lục đài không phải loại người này lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử thế đạo phức tạp nhân tâm khó giỏ nghi thì có thể nhưng không được quá đà hai người không trực tiếp đi tới lầu chính phi ưng bảo mà trước khe khẽ về lại võ trường thu hồi pháp kiếm suy si tâm đậu tử chi xuất trọng kim mua từ phủ tông sau khi hấp thu tâm huyết linh khí của một vị tu sĩ đỉnh phong long môn cảnh thân trường kiếm càng trở nên trong trẻo như tuyết đường vân lưu chuyển như sóng nước linh động sáng ngời dù là người mắt cao hơn đỉnh như lục đài cũng không nhịn được lần nữa đánh giá thanh kiếm thêm một lần chật chật khen ngơi nói rằng lời lão ma đầu kia nửa thật nửa giả nhưng chuyện liên quan tới cảnh giới thì có lẽ là sự thật đỉnh phong lúc sinh tiền quá nửa là đã đạp tới bậc cường nguyên anh cảnh tu sĩ kim đan ở đẳng cấp như thế ở trung thổ thần châu cũng đã tính không sai có thể đường hoàng lên núi bởi thế thanh pháp kiếm si tâm hay nói chính xác hơn là ăn tim này xem như đã giành được một cơ duyên lớn bằng trời. Đến nỗi lúc đài phải khuyên Trần Bình An đừng bán thanh kiếm si tâm này đi. Ngày sau gặp phải tu sĩ tả đạo hoặc là âm vật yêu ma sẽ có thể một kiếm xuyên tim, vừa tích được âm đức cho bản thân, lại có thể đề cao phòng tướng bội kiếm, lưỡng toàn kỳ mỹ, có gì không làm. mắt thấy Trần Bình An có phần do dự. Lục Đài lần đầu tiên của mắng Trần Bình An, nói người tu đạo có thể không chú trọng thiện ác, đó là lời tầm bậy, nhưng mà pháp bảo trên thế gian thì làm gì phân chính tà lấy tạc khí làm chính sự có gì không được lục đài càng nói càng bực thiếu nước chỉ thẳng vào mặt trần bình an mà mắng ngươi có thể trừng mắt nhìn xương cánh tay trắng hiếu của mình vì sao chút băn khoăn kia cũng không vượt qua được trần bình an ngươi mà còn cố chấp thế này đừng tu sửa trường sinh kiều làm gì nữa khuyên ngươi tập trung tinh thần là một tên võ phù thuần túy thôi đừng hy vọng đại kiếm tiên xa xôi với tâm tính như ngươi cho dù sau này có tu thành trường sinh kiều thành luyện khí sĩ như vậy trước đó ngươi phải phá mở bình cảnh tâm cam của thượng ngũ cảnh Nói không chừng còn khó hơn lên trời, người có biết, mỗi một luyện khí sĩ trên chân nguyên anh cảnh trên đời đều phải có hùng tâm tráng trí tranh thắng cùng thiên địa, thần thông thuật pháp và nghị lực hơn người, nhưng vì sao thượng ngũ cảnh vẫn gian khổ như thế? Thèn chốt là ở ngay đạo quan ải này, hung hiểm trong đó không phải ở những thứ như thiên kiếp mà thế nhân lầm tưởng, đó chỉ là bề mặt, tử địch thực sự là chính bản tâm tự thân, đạo ngươi cao bao nhiêu, tâm tính kiên định đến đâu, mà pháp trong lòng ngươi có thể cao bấy nhiêu, hơn nữa còn như kim thân của thần linh, cứng không thể gãy, ngươi phá mở thế nào? Bạn đang xem kiếm like tại kênh youtube di các phim, Trần Bình An không phản bác gì cả, mà chỉ chỉ vào mặt Lục Đài, nhỏ giọng nhắc nhở nói, lại thế nữa rồi. Lục Đài ngưng nói chuyện, hung hăng trả lau máu mũi, Trần Bình An đột nhiên nói, bên ngoài có người tới. Lục Đài liếc nhìn Trần Bình An, thần thức nhạy bén này hoàn toàn không thua võ phu Lục Cảnh, hắn thật chỉ là võ phu tứ cảnh thôi sao, càng nghĩ hắn càng thêm hiếu kỳ về người truyền thụ quyền pháp cho Trần Bình An. Một hàng bốn người cẩn thận bước vào võ trường, chính là lão đạo nhân và đồ đệ hoàng thượng cùng với huynh muội hoàn thường hoàn thục bọn họ sở dĩ không đi tới lầu chính là bởi chủ ý của lão nhân lôi thôi lúc ở mô đất cao vùng sơn lâm phía bắc hắn vô tình nhìn thấy thân ảnh trần bình an và lục đài về lại phi ưng bảo lão nhân liền quyết định tới đây hội hợp trước hỏi rõ ràng hướng đi của vị ma đầu kia sau đó hai tốp cùng lúc tới lầu chính như thế mới càng ổn thỏa lão nhân chấp tay theo lễ đạo gia tự mình giới thiệu nói bần đạo mã phi phủ tu hành ở uyên ương sơn may mắn bái kiến lục tiên sư trần tiên sư trước kia trần bình an và lục đài tiến vào phi ưng bảo làm khách chỉ báo tính danh lục đài tùy ý vươn tay đột nhiên xuất hiện một chiếc trúc phiến khe khẽ quạt ta đến từ trung thổ thần châu trần bình an suy nghĩ một lát cũng nói ta là người bảo bình châu đại ly lão đạo nhân cẩn thận hỏi hai vị tiên sư có biết tung tích ma đầu kia lục đài khép quạt trúc lại cây quạt chỉ hướng lão đạo nhân ngay khi đám đông còn đang ngơ ngác trên đỉnh quạt xếp trở xuất hiện chiếc ngũ nhạc quan cổ tay lục đài khẽ run ngũ nhà quan theo đó phập phồng mỉm cười nói chết rồi đây là chiến lợi phẩm lúc lão nhân đội mũ cao ngồi trên bồ đoàn rơi xuống từ biển mây di chuyển ngũ nhà đại sơn trấn áp võ trường đương thời lão đạo nhân chỉ thoáng nhìn thôi đã sợ mất mật ấn tượng đối với ngũ nhà quan cực kỳ khác sâu lúc này thấy trước mũ cao cổ xưa treo vắt vào trên quạt trúc trong lòng không khỏi cột trào cũng không dám tin tưởng hai người thanh niên này có thể thành công chém giết một vị cực có khả năng là địa tiên kim đan cảnh song hắn lại càng hy vọng lời vị công tử tuấn tú này không giả đạo nhân uyên ương sơn mã phi phủ rốt cục là một vị lão giang hồ kinh nghiệm phong xương dù nửa tin nửa ngờ trên mặt vẫn cứ hiện vẻ cảm ơn đại đức thần sắc đầy sùng kính lần nữa trịnh trọng chắp tay hai vị tiên sư chẳng qua là tạt qua nơi đây vô tình gặp ma đầu làm ác nhưng vẫn nguyện ý trượng nghĩa ra tay cứu vài trăm tính mạng phi ương bảo khỏi cơn nước sôi lửa bỏng cùng đức vô lượng bần đạo trước tiên thay mặt phi ương bảo cảm tạ đại ân đại đức hai vị tiên sư hai huynh muội hoàn thường hoàn thủ càng là lệ nóng quanh tròng vội gấp gấp chắp tay ôm quyền trùng trùng khom lưng đồng thanh hô lớn với hai vị công tử tới từ bên ngoài đại ân không lời tạ nếu hai vị tiên sư không chê tại hạ nô độn hoàn thừa nguyện làm trâu làm ngựa cho hai vị tiên sư dù có sông pha khói lửa cũng quyết không tử hoàn thục cảm tạ lục công tử cảm tạ trần tiên sư tiểu nữ thực sự không biết nói gì mới có thể đổi đặt cảm kích trong lòng thanh niên đạo sĩ hoàng thượng thần sắc phức tạp đứng ở mép sau cùng trong lòng có ý niệm chợt lóe mà qua nếu vái hai người này làm thầy đường tu đạo của mình liệu có phải sẽ càng thêm trôi chảy không còn cảnh tầm thường vô vi như hiện nay hại cho bản thân mỗi khi gặp phải yêu ma âm vật liền khắp nơi đều là hiểm cảnh sinh tử hoàng thượng liếc mắt nhìn bóng lưng sư phụ thanh niên đạo sĩ đường tu đạo nhấp nhô này không khỏi lặng lẽ cúi đầu có phần hổ thẹn cảm thấy mình vong ân phụ nghĩa còn không bằng đám yêu ma ngoại đạo kia chỉ là ý niệm đã mọc dễ nảy mầm xua cũng không đi ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng như lửa cháy hừng hực thiêu đốt khiến trong lòng hắn nóng lên vành mắt đỏ bừng thái độ hoài nghi và mừng thầm cùng với vẻ tâm thần tiểu tụy sau đại chiến của đạo nhân hoàn thượng lần này gặp đại nạn quyết tâm thay đổi, mong muốn cố gắng phấn đấu, từ võ đạo chuyển vào tu hành của Hoàn Thường, hai cách xưng hô với phong tình khác nhau của Hoàn Thục, cùng với đó là tâm niệm của đạo sĩ trẻ tuổi, khóe môi lục đài thoáng nhếch lên, sớm đã thu hết vào trong đáy mắt, từ đệ âm dương ra, mổ xẻ nhân tâm nhìn thấu nhân tâm vốn là bản lĩnh nắm chắc nhất, đối với điều này Trần Bình An lại có cảm xúc không sâu, chỉ lờ mờ được chút ít thần thái và nhãn thần khác lạ, đạo lý trong đó còn chưa hiểu thấu hết, nhân sinh phải tích lũy từng chút từng chút một hoàn toàn không phải chỉ nhờ chút chữ nghĩa trong sách vở đạt được cả đám người chạy tới lầu chính phi ưng bảo tuy lục đài nói bên kia đã giải quyết xong mọi chuyện không hề có thương vong nhưng hoàn thường hoàn thục vẫn rất cẩn trọng lo sợ vừa đầy ra cửa lớn liền gặp cảnh máu chảy thành sông đến bên lầu chính phát hiện cửa lớn đóng chặt hoàn thường gắng sức gõ cửa đợi nửa ngày mới có một vị lão nhân hoàn thị mở cửa sau khi thấy hai huynh muội bình yên vô sự lập tức rơi nước mắt ngay tại chỗ kết quả dọa cho hoàn thường hơi hoảng sợ tưởng là phụ mẫu gặp độc thủ của nam từ phát trần một phen giải thích mới biết vị lục tiên sư kia sớm đã thi triển thần thông đánh gục tên yêu nhân giả mạo tu sĩ Thái Bình Sơn. Nhất thời, tất cả những ai còn sống sót trong sảnh đường cứ cảm thấy như vừa trải qua một kiếp người. Hoàn thừa hoàn thục tịnh chưa phát hiện cha mẹ mình không có mặt ở sảnh đường. Đợi khi bọn họ hỏi tới việc này, ánh mắt ai nấy đều có phần du di bất định. Lục đài lười nhắc quản ba chuyện vặt vãnh trong nhà người ta, trực tiếp dẫn Trần Bình An đi tới đài ngắm cảnh trên đỉnh lâu. Bảo chủ hoàn dương sớm đã không ở trên tòa thượng dương đài này nữa. Lục đài ngồi trên lan can, Trần Bình An cũng học theo, đặt hồ lô dưỡng kiếm xuống, uống liệt tử ngẩng đầu lên nhổ ra một hơi chọc khí mang theo mùi rượu lục đài đong đưa hai chân chậm rãi rung rung mái tóc phất phới bắt đầu chia của quen đường quen lối trước kia chiến một trận cùng mã vạn pháp và đậu tử chi lại thêm trận tử chiến hôm nay vận khí hai ta không tệ kiếm được không ít nếu là trước kia một mình ta chưa hẳn đã có thu hoạch như vậy phải biết ở trong gia tộc ta còn có sương hiệu là đại tiên nhặt Bảo. trần bình an cười cười không khỏi nhớ tới vị nữ quan được dự là phúc duyên thâm hậu đứng đầu cả châu pháp kiếm si tâm của đậu tử chi cho ngươi ngũ nhạc quan cho ta, mà không thể nói là cho ta được, xem như ta mua của ngươi. Ngoài ra ta sẽ giúp ngươi luyện hóa tu sửa phực yêu tác, lúc trước ngươi có nhắc tới kiện giáp hoàn tổn hại, chính là kiện mua sắm ở Linh Chi Trai đảo Huyền Sơn, chẳng phải ngươi một mực oán giận nói giáp trụ dỡ ra để ở trong 15, rất chiếm diện tích sao, ta có thể miễn phí giúp ngươi tu sửa như mới, biến thành một giáp hoàn binh ra, ngươi đừng quản ta làm thế nào, sân nhân, tự có rượu kế, lục Đài ý cười sán lạn, thế nên khả năng ngươi còn cần phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian ở phi ưng bảo, sẽ không quá lâu đâu, vừa khéo ở bên này dưỡng thương, sau đó đi tìm đạo quan. Trần Bình An cười gật đầu, với được loại nhà giàu như Lục Đài, Trần Bình An tuyệt sẽ không mềm lòng. Lục Đài chậm rãi nói, một chiếc ngũ nhà quan, pháp bảo thượng phẩm, ta cần trả cho người hai vạn tuyết hoa tiền, nếu đổi thành cốc vũ tiền là 20 đồng. Thật ra lúc đuổi giết mã vạn pháp và chém giết tu sĩ phất trần ở lầu chính ta cũng có thu hoạch, tính toán sơ qua thì hẳn cần phải trả thêm cho người hai vạn tuyết hoa tiền, chính là 20 đồng tiền cốc vũ, trong này có chơi phất trần khắc dấu hai chữ vô ưu ta thấy cũng được, ngươi có thể lấy đi, xem như chút tiền bo thêm. Trần Bình An chấn kinh nói, nhiều tiền gốc vũ vậy à? Lục Đài một mực ngắm nhìn phương xa, mỉm cười nói, tiền của thần tiên trên núi mà, ta vẫn có một ít, nguyên anh địa tiên tầm thường ở trung thổ thần châu cũng không dám so của cải với ta. Trần Bình An nghe mà tức đến độ trực tiếp tát cho hắn một cái, vậy sao lúc trước ở đảo huyền sơn ngươi còn khóc nghèo với ta? Lục Đài ngươi được lắm, diễn ghê ha, Lục Đài có phần trột dạ, nhưng vẫn hậm hực nói, ta làm thế chẳng phải là sợ ngươi gặp sắc không nổi ý mà thấy tài nổi ý gặp tài sắc cái con miệng ngươi trần bình an lại quăng tới một tát đánh cho lục đài thẹn quá thành giận trần bình an cẩn thận ta trở mặt a à. trần bình an cười ha hả tiếp tục phung ra một tát lục đài sóng mắt lưu truyền liền muốn tế ra sát thủ giàn trần bình an lập tức ra giấu tay dừng lại sau đó uống một hốc rượu người tiếp tục nói đi giàn binh khí cổ lục đài lật bàn tay hiện ra một chiếc túi thêu thủ công tinh mỹ đưa cho trần bình an trần bình an nhíu mày nói gì đây Lục Đài cười nói, chút đồ chơi, tặng ngươi, mở ra xem xem, ngươi nhất định sẽ thích, đây là túi hạt giống quả du lai lịch khá đặc thù, sau khi về quê có thể trồng ở trên núi nơi phong thủy tốt chút, nhất định phải hướng về phía mặt trời, ba năm năm năm, nói không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ. Trần Bình An tuy tiếp lấy túi hạt giống, nhưng vẫn hỏi, trước tiên nói cho rõ ràng, không thì trả ngươi. Lục Đài liền giải thích sơ qua một phen, Trần Bình An nghe mà cười không ngậm được mồm, vôi vàng thu lấy, còn cái gì mà trả với không trả coi như hắn chưa từng nói gì thì ra túi quả du này vô cùng thần kỳ hơn nữa rất hợp khẩu vị trần bình an đó là hạt sống quý giá của một gốc du thụ tiên ra viễn cổ nào đó ở trung thổ thần châu bởi bề ngoài tròn dẹp như tiền cho nên mới có tên đồng âm với dư tiền vì thế mà dân gian có cầu ăn quả du liền có tiền dư dù đại đa số người cho là tin vịt nhưng thực tế chỉ cần có cách đó là tìm được kim hoàng tinh bị trốn trong quả du trước ngâm tầm nó trong hũ rượu sau đó lấy ra ăn sống mỗi năm có thể kiếm thêm một ít thu nhập gia đình giàu có sang năm mới để lấy may thường đều tổ chức du tiền yến cầu năm mới tiền vào như nước loại thu nhập ổn định kiểu này trần bình an thích nhất đáy lòng trần bình an luôn tin chắc một điều phú quý đột nhiên mà đến cũng sẽ vội vàng mà đi không thì cần phải trả ra đại nghị lực đại khổ cực mới lấy được chắc thủ được nổi nhưng với lợi ích không phải đặc biệt chói mặt tỉ như quả du này trần bình an rất an tâm trần bình an được lợi liền bắt đầu mặt dày mày dạn cười nói có mắc lắm không lục đài dùng ngón cái và ngón trỏ không ngừng mở ra khép lại quạt trúc cảm khái nói Trần Bình An, đừng lên thượng dương đài, ta đang cầu đạo a. Hai chữ đại đạo người biết nặng cỡ nào không? Ta thậm chí không biết phải quy thành tiền tương đương bao nhiêu. Chẳng qua ta cảm thấy nếu chúng ta đã là bằng hữu, vậy không bằng coi như xong. Không thì lục đài ta dù giàu có đến mấy, giàu nứt đố đổ vách cũng sẽ không bỏ ra khoản tiền kia. Thế nào? Trần Bình An đưa hồ lô dưỡng kiếm trong tay qua, gật đầu cười nói, còn thế nào nữa? Cứ thế thôi. Lục đài tiếp lấy bầu rượu, dơ lên cao cao, ngửa đầu chút xuống, hồ lô dưỡng kiếm cách khuôn mặt máy tắc uống hào phóng vô cùng lao miệng trả khương hồ cho trần bình an nên thêm rượu tí nữa ta để phi ưng bỏ thêm đầy cho ngươi loại chuyện tốt thế này trần bình an đương nhiên sẽ không cự tuyệt lục đài đột nhiên đành chịu nói vì sao cứ thích uống rượu vậy nhỉ rượu thì có gì hay trần bình an cười không đáp chỉ uống rượu một tuần trôi qua trần bình an vẫn ở trong tiểu trạch kia chỉ là không còn bị âm vật quỷ mị quấy giày nữa thỉnh thoảng trần bình an sẽ đi ra ngồi trên bậc thang trước cửa viện nhìn vách tường phía cuối con phố nghĩ tới đám trẻ nhỏ thân thế đáng thương nghĩ tới nụ cười sau cùng trên cuộc đời này của chúng lục đài chú ở bên lầu chính lâu lâu cũng đến viện bên này ngồi một lúc nhưng được không lâu rất nhanh thôi sẽ có việc bận phải đi một tuần sau lục đài lấy về một chiếc giáp hoàn binh ra được sửa như mới trần bình an yêu thích không buông tay cánh tay hắn cũng đã khôi phục chỉ là chưa vung vậy tùy ý được trừ giáp hoàn đến từ linh chi trai đảo huyền sơn lục đài còn mang một thanh đao mỏng dài trắng như tuyết cho trần bình an nói là thủ lao của hoàn gia phi ung bảo phải thu thì hoàn thị mới chịu an tâm Lần này Lục Đài tranh thủ tới lúc rảnh, không gấp gáp rời đi mà ở lại trong viện nấu cho chính mình một ấm nước trà, thuận tiện giới thiệu sơ lược cho Trần Bình An nghe về uyên nguyên sâu xa của thanh đao hẹp dài này. Năm đó vị Nguyên Anh địa tiên Thái Bình Sơn vì trấn áp phong thủy quá mức âm sâm của nơi đây mới gửi tặng lão tổ tiểu phu phi ưng bảo một thanh bội đao, tên là Đình Tuyết, từ tôn hậu thế phi ưng bảo truyền qua các đời, nhưng không ai có tư chất tu đạo, chỉ có thể xem như vật trưng bày, hoàn toàn là phí phạm của trời. Trần Bình An rõ ràng sự chân quý của thanh đao, đây quá nửa là vật yêu thích của vị thần tiên Thái Bình Dân kia. Lục đài thoáng suy nghĩ, liền quyết định không làm tán tài đồng tử nữa, mà quy thanh đao hẹp dài này ra tiền, tính ra là 20 đồng tiền cốc vũ, sau đó hắn ném cho Trần Bình An một túi tiền khác, vừa khéo là 20 đồng còn lại. Suốt thời gian một tuần, thời gian biểu mỗi ngày của Trần Bình An là đi dạo, luyện kiếm và đi ngủ, hắn đã không còn nhìn vách tường kia nữa, rốt cuộc tương phùng ly biệt đều ngắn ngủi, dù là đại sự sinh tử, cuối cùng vẫn sẽ chậm chậm thích ứng, hệt như chén rượu trong tiểu quán phố phường, sư vị ngon đến mấy, chẳng lẽ còn có thể khiến người ta say tận mấy ngày? trong tuần này, lục đài chỉ đến một lần, nói hán thu ba tên đệ tử đào tà dương, cùng với một thiếu niên tên gọi hoàn ấm, ngoài ra còn có đạo sĩ trẻ tuổi này đã thay đổi môn đình hoàng thượng về phần duyên do trong đó, lục đài không nguyện nói nhiều, chỉ nói sáu chữ không gần ác, không biết thiện là luận điệu cũ dích lúc trước lục đài từng nhắc qua ở thôn bảo kình. trước khi rời đi, lục đài nói hắn khả năng phải ở lại chỗ này tương đối lâu, trong thời gian ngắn sẽ không trở về trung thổ thần châu lần cuối cùng lục đài mang phược yêu tác tới lúc này trần bình an cũng đã tu dưỡng xong ly biệt sắp tới hai bên đều không có gì thương cảm một người ôm trong lòng mộng tưởng một người mới bước vào đại đạo cả hai đều không lý do gì ưu tư thái quá thế là cứ vậy dứt khoát chia tay một người ở lại phi ưng bảo một người bối kiếm đi về hướng bắc thậm chí lục đài còn không đưa tiễn mà chỉ đứng trên thượng dương đài từ xa xa dõi mắt nhìn thân ảnh áo trắng của trần bình an chậm rãi rời đi trước lúc chia tay hắn xúi dục trần bình an đeo cả trường kiếm di tâm và hiệp đao đình tuyết như thế nhất định rất có khí khái giang hồ đáng tiếc trần bình an không mắc lừa nói ta không phải mở cửa hàng bán binh khí lục đài khá là tức nuối nếu trần bình an thật làm như vậy lục đài liền có thể quang minh chính đại chế diễu hắn ngu ơi là ngu bước ra cửa chính đi trên đường lớn trần bình an nhịn không được nhìn lại phi ưng bảo một cái không phải muốn nhìn lục đài mà là nghĩ tới một chuyện cảm thấy khá kỳ quái xong cuối cùng lại lắc lắc đầu không nghĩ nhiều nữa trên đường rời khỏi phi ưng bảo ở trên phố hán sát vai qua một vị nam từ trung niên rõ ràng không nhớ rõ trước kia từng gặp qua, lại cứ cảm thấy đã từng gặp ở nơi nào. Nam nhân thành thật kia cũng phát hiện ánh mắt đánh giá của Trần Bình An, nhếch môi khẽ cười, có phần thẹn ngượng, hoàn toàn là một hán tử thị tình đơn thuần. Sau khi Trần Bình An rời xa phi ưng bào, hán tử chất phát đang dạo chơi tứ xứ trượt khẽ dậm chân, ngàn dặm nước sông không còn tồn tại thuật pháp cấm tuyệt, bằng không với động tĩnh cực lớn từ trận đại chiến biển mây trước kia, phủ kê tông không khả năng thờ ơ. Lục đài sấp mình trên lan can, mỉm cười nhìn số mệnh sơn hà chuyển đổi điên đảo, quyền cơ trùng trùng, không hổ là ân sư truyền đạo của hắn, so với một vị sư phụ khác thì đúng là mạnh hơn không ít, một nơi đỉnh núi cách xa trăm dặm, Trần Bình An đang trên đường xuống núi, không biết vì sao, lần đầu tiên hắn có phần hoài niệm tư vị Hồ Lô ngào đường, điều này khiến chính bản thân Trần Bình An cũng cảm thấy buồn cười, nghĩ tới hiện nay hắn nhà lớn nghiệp lớn, chỉ cần xuống thành trấn thị tỉnh dưới núi, tùy tiện tìm quầy bán Hồ Lô ngào đường nào đó, mua liền hai sâu, tay trái một sâu, tay phải một sâu, căn cứ sách Thần Tiên Sơn Hải Chí ghi chép Đồng Diệp Châu nhiều sơn thần yêu mị tinh quái, quả thực như thế, dù đa phần thời gian Trần Bình An đều tận lực lách qua những nơi linh khí dồi dào địa thế sơn thủy thuận lợi, hoặc là khu vực hiểm yếu ô uế, nhưng đôi lúc vẫn bị dính bẫy. Tỷ như một lần đêm khuya, Trần Bình An trông thấy một tòa thành trấn nhỏ đèn đuốc sáng trưng, trên tay Trần Bình An lại không có địa đồ, nghĩ đến cần tiếp tế đồ ăn nên mới thuận theo đèn đường đi thẳng tới, bởi vì địa đồ phong thủy luôn là vật bị quốc gia vương triều phong cấm, quản thúc nghiêm ngặt còn hơn cả binh khí. Tòa thành nhỏ này không cấm đêm, nhưng cửa thành vẫn có binh sĩ cha xem văn điệp thông quan, đợi lúc Trần Bình An thuận lợi vào thành, tìm một nơi khách sạn chưa đóng cửa để nghỉ trọ, trưởng quay lại lắc đầu khoát tay, nói tiền Trần Bình An đưa không đúng, bởi bọn Hán không thu, các quốc gia đều có đồng tiền riêng, điều này rất bình thường, nhưng đến bạc trắng vàng dòng cũng không thu thì đúng là quái dị rồi, cũng may trưởng quay chỉ đường, nói có nơi có thể đổi vàng bạc thành tiền của bọn Hán theo mệnh giá tương đương, đổi xong rồi tới khách sạn nghỉ trọ là được. Bạn đang xem kiếm like tại kênh YouTube di các phim? thế là trần bình an tìm tới một gian cửa hàng quầy hàng cực cao cao gần bằng một người rưỡi trần bình an nhập ra tùy tục dẫm lên một chiếc ghế đầu nói là đổi tiền đưa ra mấy nén bạc đổi được một đống tiền đồng thông bảo và một chồng tiền giấy tiền đồng nặng trịch chất lượng có vẻ tốt trên tiền giấy trần bình an thấy có khắc ấn triều đình và tiền trang đàng hoàng cũng không suy nghĩ nhiều trở lại khách sạn giao tiền lại cho xem văn điệp thông quan trưởng quầy mới cẩn thận ghi chép tỉ mỉ vào trong hồ sơ chuẩn bị nhỡ khi tư lại hộ phòng nha môn địa phương kiểm tra ngày hôm sau trần bình an chuẩn bị đi ra ngoài trường quầy vẫn ở đằng kia gầy bàn tính cười nhắc nhở trần bình an nói bên này có một lệ làng khi nói chuyện phiếm cùng người khác tuyệt đối đừng nhắc tới chữ giấy tỉ như bàn việc binh trên giấy trang giấy không đáng tiền đều không được nói bằng không bị người ta đuổi ra ngoài thành thì chớ trách hắn không báo trước trần bình an ghi nhớ trong lòng nói câu cảm tạ sau đó liền đi mua củi gạo dầu muối và hai bộ quần áo lúc trở về khách sạn ăn cơm chỉ cảm thấy đồ ăn nhạt nhẽo vô vị thế là bèn rời khỏi thành trấn sau khi đi ra hơn 10 dặm lờ mờ thấy được đường nét tòa thành kia hắn đột nhiên gặp phải một trận mưa to trần bình an đứng trong một tòa lương đình rách nát trên núi tránh mưa nhân lúc rảnh rỗi vô sự bèn chậm rãi lấy của đình luyện quyền kết quả chứng kiến một màn kinh người tòa thành xa xa phía trên núi kia hệt như một bãi bùn nhão từ từ hòa tan trong mưa to trần bình an vội móc ra những thứ mua sắm trong thành trấn cũng như đống tiền đồng và tiền giấy lập tức ra đầu tây dần không ngờ tất cả đều là giấy trắng cắt may mà thành giống hệt đồ vàng mã người sống trên dương gian hóa vàng cho người chết dưới cõi âm tựa hồ bị vẻ bối rối của trần bình an chọc cười có người nghỉ ở trong lương đình cười suy một tiếng tiếng cười xuyên thấu qua vách tường quanh quẩn khắp đình trần bình an chỉ là kinh dị về sự lạ thường của thành trấn chứ không phải sợ mấy thứ thần ma quỷ quái này cho nên khi thấy trong lương đình có người nào đó đang giả thần giả quỷ trần bình an rất nhanh thôi đã bình tĩnh lại ngồi xuống ghế dài đặt ở chân tường nhìn về phía vách tường trắng bạch đối diện lặng lẽ uống rượu trừ phi mình vận khí cực kém gặp phải đại yêu sơn trạch hoặc ma đầu có phách giỏi về ngụy trang nếu không phải thì quá nửa là hạnh đạo hạnh nông cạn thứ kia dùng để hù dọa một tên phàm phu tục từ không khó vừa khéo trần bình an một tát đập chết nó cũng không khó tên kia vẫn cứ không biết bản thân đá phải ván sắt cố làm ra vẻ huyền bí giọng nói càng thêm âm trầm người không sợ ta trần bình an dự lấy hồ lô dưỡng kiếm bên hông đứng người lên chậm rãi tiến về hướng vách tường bên kia đùng một cái trực tiếp dán một tấm bảo tháp trấn yêu phù lên trên đó bên trong lập tức vang lên tiếng nức nở cầu xin tựa hồ còn hơi vẻ ngây thơ trần bình an không tháo xuống lá bùa cười hỏi ngươi nói ta có sợ không tên kia la hét sợ sợ sắp sợ tới mức sống lại rồi xuất hiện đi còn trốn trốn tránh tránh đừng trách ta không khách khí với ngươi nói ta nghe xem tòa thành trấn nhỏ kia rốt cục là thế nào trần bình an tháo xuống trấn yêu phù thu vào trong tay áo ngồi trở lại vị trí lúc nãy từ trong vách tường đi ra một tên đồng tử tuổi trẻ bộ dạng còn đang sợ hãi trước người sau lưng đều có thêu một khối quan bổ tử chỉ là sắc thái không rực rỡ như triều đình thế tục chỉ có hai màu trắng đen hắn rụt rè đứng ở chân tường nhìn về phía thần tiên lão gia ngồi đối diện chẳng những cúi đầu còn kỳ quái hô một tiếng tuân lệnh tự báo thân phận thì ra đây là một vị thổ địa ra tiền triều sắc phong sau khi đổi hoàng đế và quốc tính hắn liền tự động được liệt kê vào hàng cựu thần không còn viên chức đạo hạnh vốn đã ít ỏi giờ lại càng thấp kém mảnh vài hình vuông may trước người như áo quan lại ngày xưa khi còn sống hắn là con nhỏ yêu quý của một vị quan lớn nơi biên cương sau khi chết chưa quá bảy bảy bốn chín ngày có một vị thần tiên dạo chơi ngang qua liền đi vào linh đường giúp đỡ phụ thân hắn hoạt động một phen thế là hắn thành một vị thổ địa gia không có phẩm trật hương khói khá vượng chủ yếu là để hắn che chở phần mộ phong thủy gia tộc tổ tiên đến sau sơn hà biến xác hết thảy đều thành mây khói thoáng qua quay đầu nhìn lại chuyện này không lớn ngược lại còn có phần thú vị trần bình an liền hỏi vị thổ địa gia không có triều đình chính thống kia về nguồn gốc thành trấn người giấy thì ra lúc trước nơi đó đúng là một thị trấn nhỏ cư dân hơn vạn nhưng trong vòng một đêm đã chết trong một trận có vẻ như là thiên tai cực lớn triều đình vì phòng ngừa nhân tâm hoảng sợ liền hạ lệnh châu quận xung quanh phong kín tin tức mời cao tăng phật môn tới đây làm lễ phát sự nhờ đó mới không diễn biến thành thành một mảnh đất âm sát hung hiểm trần bình an hỏi dò sau mưa rào thị trấn nhỏ kia sẽ thế nào đồng tử cười nói không sao chỉ cần trời quang mây tạnh thêm mấy ngày là sẽ khôi phục nguyên trạng trần bình an liền ngồi chồm hồm xuống đất mặt hướng thị trấn nhỏ thành thục đốt đi những tiền giấy vàng mã trong tay đồng tử ngồi xổm ở bên thổn thức nói vị thần tiên lão gia này không ngờ cũng là một đại thiện nhân Trần Bình An cười trừ, thuận tiện hỏi dò đồng tử hình thế sơn thủy trong vòng ngàn dặm quanh đây, xem có dòng dõi tiên gia hay bến đỏ nào không. Đồng tử nhất nhất đáp lại, không chút che đậy, nó nói về phía bắc ước chừng 800 dặm quả thật có yêu ma quấy phá, chiếm núi làm vua, nhưng thật ra không thường làm hành vi cưỡng bắt sơn dân, dân tiểu phu, trên núi dưới núi đều coi như an ổn, ít có nghe đồ nói dân chúng gặp nạn. Lúc thanh thấy cường thịnh nhất, không ít luyện khí sĩ trên núi đều phải đi đường vòng, chỉ là về sau gặp một trường biến cố liền bạt vô âm tín nghe nói chỉ còn vài ba tên nhãi nhét không ra hồn chân tướng thế nào khó mà nói rõ bên ngoài đồn thổi đủ loại có người nói là tiên sư phủ kê tông cảm thấy trướng mắt cũng có người nói là hành giả phật môn đặt chân đến nơi kia có yêu tinh không mọc mắt chọc cho cao nhân phật gia nội mục trợn trừng mới gặp phải tai kiếp trần bình an thoáng kinh ngạc khi xưa lúc ở cảnh nội đại ly trên đường đi có lần nữ quỷ áo cưới xuất hiện khiến đến nay trần bình an vẫn khó mà quên được trong đình có mấy cảnh khô dưới sự trợ giúp của đồng tử một người một quái cùng nhóm cây đốt lửa ngồi cạnh nhau. Đồng tử tuy nhìn khuôn mặt non nớt, nhưng thực ra đã còn sống 500 năm, hắn giải thích nguyên do trong đó cho Trần Bình An, sở dĩ yêu ma ở ngọn núi kia làm thỏ không ăn cỏ gần hăng. Ngoại trừ vị sơn đại vương kia tính khí tương đối ôn hòa ra, dưới trướng cũng có rất nhiều hạng người thô bạo, đương nhiên không có tâm địa Bồ Tát gì, nhưng cắt cứ một phương sợ nhất là thanh danh xấu xa, khiến người nghe mà biến sắc, một truyền mười truyền trăm trăm truyền nghìn, bạn nhất sức lấy đệ tử tiên gia nào đó ăn no dưỡng mỡ tham lấy thanh danh chảm yêu trừ ma thì biết làm thế nào trần bình an gật gật đầu đồng tử hơ hai tay lại gần đống lửa ha ha cười nói giết hay là không giết giết nhỏ thì lớn đến giết lớn thì già đến dù có bản lĩnh đến một giết một đến hai giết hai đến ba giết ba đều giết rồi động tĩnh quá lớn quan phủ địa phương báo cáo cho triều đình hoàng đế lão ra cảm thấy mất mặt chẳng phải cũng sẽ đi khẩn cầu tiên sư rời núi đồng tử đành chịu nói phiền phúc vô cùng trần bình an cười nói nếu không như thế sớm đã loạn hết cả rồi dân chúng dưới núi còn sống thế nào chỉ nói tòa thị trấn nhỏ này đã chết hơn vạn người bằng hữu thân thích của bọn hắn ở bên ngoài sẽ thế nào trong một đêm tất cả cứ thế biến mất người còn sống chẳng lẽ không sợ đồng tử ngần ngơ tựa hồ chưa nghĩ tới vấn đề này sau đó đồng tử kể một ít chuyện thú vị quanh đây phần lớn là hắn nghe đồn mà được dù sao thời gian mấy trăm năm cũng phải tìm một chút chuyện vui để nghe giết thời gian mà mưa to ngừng nghỉ Trần bình an cáo từ vị tiểu thổ địa tiếp tục lên đường chỉ còn lại đồng tử đứng ở ngoài đình thì thào lầm bầm trên đường trần bình an đi ngang một tòa mộ hoang thấy có một đám học trò nghèo vào kinh đi thi đang đứng trước mộ phần ai nấy đều lộ ra thần sắc hổ thẹn và than thở sau đó hắn thấy từ giữa phần mộ thoát ra hai con hồ ly trắng học người thở dài ngoài ra còn có vài con hồ ly tuổi nhỏ hơn một chút nằm ở trên đầu mộ phần khe khẽ mặc cười mặt mày có chút linh khí tràn đầy mong mỏi và thẹn thùng không hề giống yêu mị hung ác ngược lại như là trẻ nhỏ tham ăn đám người đọc sách kia nhao nhao đáp lễ trần bình an nhìn mà không khỏi buồn cười biết rõ đây là hồ yêu quấy phá đam mê hoàng nhân tâm chẳng qua trần bình an không có quá nhiều lo lắng hồ yêu trên thế gian bất luận là ở châu nào thường thường đều sẽ không làm ra hành vi tàn bạo chúng nó trời sinh từ xưa đã thân cận nhân tộc phần nhiều là để phá vỡ tình quan gia tăng cảnh giới và tu vi thế nên trần bình an không vạch trần đương trường để đám thư sinh kia biết cái gọi là nhà cao cửa rộng trước mặt thực chất chỉ là một ngôi mộ mà thôi trần bình an chỉ lặng lẽ đứng canh bên phần mộ quả nhiên ngày hôm sau đám thư sinh bình yên rời khỏi tòa phủ đệ hào môn người người vui mừng hân hoan chỉ cảm thấy được một trận diễm ngộ không ổn đời này trần bình an cười rời đi ba trăm dặm sau đó trần bình an đến một nước nhỏ tên là bắc tấn lúc đi ngang qua một tòa thành trì vừa khéo đụng phải phiên trợ trần bình an quả nhiên dừng lại mua hai sâu đường hồ lô lúc trước nghe nói như khứ tự của nước bắc tấn rất nổi danh có một tảng đá lớn từng chuyển là địa chỉ một vị bồ tát ngộ đạo được xưng là đá liên đài mặt cửa thạch rộng năm trượng có thể chứa mấy trăm người trong khi chỉ cần một người liền có thể khiến nó lay động, không ai có thể giải thích nguyên lý. Hoàng đế Bắc Tấn Tây Tuần, sau khi tự mình thử nghiệm liền long nhan đại duyệt, khiến thanh danh như cứ tự càng thêm lan xa. Chỉ tâm trạng vui vẻ, nhưng dùng cho vua chúa nhưng khi Trần Bình An hỏi dò, chẳng ngờ người người đều nói không biết như cứ tự gì cả. Lúc này Trần Bình An mới nhớ ra, đồng tử kể chuyện này hẳn là đã xảy ra từ 200 năm trước, 200 năm trên chốn nhân gian đủ để thay đổi rất nhiều phong tục. Trần Bình An thoáng do dự, song vẫn kiên trì một mực tìm người hỏi dò di chỉ như khứ tự mới thôi đi một chuyến cỏ hoang ngập lầu vừa không nhân khí cũng không yêu khí không khí trầm lắng trong trời chiều trần bình an tìm thấy một tảng đá lớn nhưng nhìn không ra có chỗ nào kỳ dị cả trần bình an ăn xong viên hồ lô ngào đường cuối cùng ném que trúc quay người rời đi thời điểm trần bình an bước ra cửa lớn rách nát của những khứ tự trên đỉnh khối cự thạch kia chợt có một đứa bé xuất hiện từ trong viên đá ló đầu ra nhìn nó ngồi trên tảng đá yên lặng không nói thì ra chân tướng liên đài biết lay động ở đây là vì bên trong thai ngén ra một tinh mị thổ thạch đứa bé tiểu liên hoa nó thích trốn đi khanh khách cười trộm mỗi lần có người thử lay động cự thạch nó liền lập tức hào hứng bừng bừng trái dung phải lay cự thạch liền theo đó lắc lư vì vậy khiến cho người ta hiểu lầm chỉ là đến một ngày nó cảm thấy là mãi vậy cũng chán đá liên đài lay động bắt đầu lúc linh lúc mất linh cuối cùng triệt để bất động như núi thì ra nó đã đi ra khỏi đá liên đài nó muốn đi phương xa tìm lồng bạn năm này qua năm khác một thân một mình nó đã bắt đầu cảm thấy cô đơn sau cùng nó liên tục tìm được hai đồng bạn một con rắn tinh một con hoãng tinh đứa bé tiểu liên hoa ngây thơ bị chúng lần lượt lừa đi một cánh tay do vân căn thổ tinh ngưng tụ mà thành và một cánh hoa hoàng lên diệp nhưng nó vẫn một mực kiên trì tìm kiếm đồng bọn cuối cùng giúp cuộc nó tìm được một vị hoa tinh không yêu cầu nó bất kỳ vật gì nó dẫn nàng trở lại đá liên đài cùng nhau chơi bời đùa nghịch cùng nhau chiêu đùa bỡn cật những du khách kia nhưng cuối cùng đến một ngày nó ngủ tỉnh lại phát hiện linh khí trong đá liên đài đã không còn không còn một chút nào hết hòa tình cũng biến mất đá liên đài mất đi linh tính lần nữa không người hỏi thăm cuối cùng hoàn toàn bị quên lãng chỉ còn lại một tiểu tinh cụt một tay thường xuyên ngồi trên bệ đá ngâm nga ca dao nhẹ nhàng đung đưa bàn chân thỉnh thoảng nó lại có vẻ thương cảm bởi vì nó không biết ba vị đồng bọn kia hiện nay sống thế nào nếu sống không tốt vì sao không tới gặp mình nó quý chúng lắm mà nếu sống tốt vì sao vẫn không tới gặp mình nó cũng mừng cho chúng mà nó nghĩ mãi mà không ra tiểu gia hỏa đột nhiên quay đầu phát hiện người xa lạ từ bên ngoài khoác một thân trường bào trắng như tuyết kia đang an vị ở đầu bên kia tảng đá ngửa đầu uống rượu với trời chiều phát hiện tầm mắt của tinh mị hắn liền cười cười với nó sợ tới mức tiểu gia hỏa vội đứng bật dậy nhảy bán lên thân hình trực tiếp chui vào cự thạch trần bình an cười ha hả nhảy xuống tảng đá lần này là thực sự rời khỏi như khứ tự không đùa tiểu tinh mị kia nữa tiểu gia hỏa né trong tảng đá cả buổi mới dám lén lút xuất hiện nhìn chung quanh một phen xác định người kia đã không còn ở đây lúc này mới tiến lại chỗ người nọ vừa ngồi nó đột nhiên trợn tròn mắt phát hiện một đồng tiền linh khí quấn quanh tinh mị trên thế gian đa phần đều thích tiền của thần tiên trên núi chúng coi đấy là đồ ăn để xuống một đồng tuyết hoa tiền chẳng qua là trần bình an tiện tay mà làm nhưng đợi đến lúc trần bình an rời khỏi thành trì đi ra quan đạo vừa mới vào núi liền phát hiện phía trước đường nhỏ một gia hỏa hai mắt đẫm lệ đang đứng hai tay đang cầm khối tiền hoa tuyết kia ngước nhìn trần bình an tiểu gia hỏa có vẻ như vừa tâm thần bất định lại vừa cao hứng trần bình an chậm rãi tiến lại tiểu gia hỏa trời sinh nhát gan nháy mắt đã biến mất không thấy đâu cứ như vậy mấy lần tiểu gia hỏa theo đuôi trần bình an đi được gần trăm dặm đường núi trần bình an cũng không chủ động tiếp cận nó mà nó không xa không gần cùng đi theo mình một lớn một nhỏ cứ vậy đồng hành đi đến rừng già nơi thâm sơn mà đồng tử từ từng kể quả nhiên thấy núi hiểm trở lúc trần bình an sắp tiến lên khu vực đỉnh núi bỗng nhiên gặp phải một con tiểu yêu tinh giống như đang phát điên quần áo tả tơi bước đi tập tánh miệng lầm bầm lập đi lập lại một câu tâm địa thế này làm sao thành phật làm sao thành Phật? Tiểu gia hỏa sợ tới mức không để ý gì nữa cả, một đường chạy vội, núp ở bên chân Trần Bình An. Sau lần đó, tiểu gia hỏa triệt để buông bỏ cảnh giác, hoặc là vui đùa ngay bên người Trần Bình An, hoặc là ngồi xổm trên vai Trần Bình An. Về sau Trần Bình An mang theo đồng bạn mới không biết nói chuyện này đi tới một quốc gia láng giềng, nơi chiến sự không ngừng, sinh linh đổ thán, dồn ép khiến một đám hào kiệt vào rừng làm giặc, chiếm núi làm vua, dựng lên một cây đại kỳ. Trên đường Trần Bình An toàn được nghe về dự tích 36 anh hùng hào hán này rằng bọn họ hào khí can vân thế nào võ nghệ cao siêu ra làm sao nghe cứ như thể ai cũng có sức bản núi ngăn sông trần bình an tự nhiên không tin hoàn toàn nhưng cũng nghĩ nếu có cơ hội sẽ tới ngọn núi kia xem xem gặp anh hùng một lần dù người ta chưa hẳn nguyện ý cùng ngồi uống rượu với mình nhưng từ xa xa dính chút hiệp khí cũng tốt kết quả trần bình an mộ danh mà đến lại gặp được một hắc điếm bán bánh bao nhân thịt người trần bình an thấy mấy vị thương nhân đồng hành ngất đi nên cũng giả bộ hôn mê để người ta trói gô đưa đến phía sau cửa hàng nhét lên một thớt thịt heo mảnh dài sau đó có tiểu nhị mang dao dóc xương ngáp dài đi tới ở một tòa châu thành phụ cận đao phủ đang sắp hành hình một kẻ cướp không ngờ bên dưới có hơn 10 người đột nhiên lao lên cấp phát trường đi đầu là một vị đại hán trong tay cầm hai lưỡi búa một đường chém giết thẳng tới giết rất cao hứng cười ha hà bất luận dân chúng xem náo nhiệt hai quan binh đều bị lưỡi búa chém thành hai nửa có một vị hán tử vóc người thấp lùn làn da ngăm đen chạy tới giáo huấn một phen lúc này đại hán mới hậm hực dừng tay cúi đầu rủ tay không còn nửa điểm sát khí nam nhân làn da ngăm đen đưa mắt nhìn tráng hán phớt phớt tay để hắn rời đi sau đó mới quay mặt nhìn bốn phía thần sắc tràn đầy mỏi mệt nhưng phần nhiều vẫn là vui mừng và khoái ý vừa rồi một hơi gian dậy tráng hán cầm búa hắn nói có vẻ hầm hầm giận dữ thần sắc nghiêm nghị nhưng lúc này khi nhìn theo bóng lưng đại tướng tâm phúc kia khóe mắt lại mang ý cười đám người này thành công cứu người trên pháp trường ở cách đó không xa sớm đã chuẩn bị sẵn ngựa lập tức giục ngựa chạy như điên hỏa tốc rời khỏi châu thành đang trong cơn hoảng loạn quan binh không dám ra khỏi thành đuổi bắt Đợi lúc bọn họ chờ mình xuống ngựa, ý khí ngút trời, trong tiếng cười lớn lần lượt tiến vào cửa hàng nhà mình, lại phát hiện trong cửa hàng không còn bóng dáng đôi vợ chồng quen thuộc kia, chỉ có một thiếu niên áo trắng, trên bàn rượu trước người đối phương đặt một thanh trường kiếm, kiếm khí âm sâm, chẳng qua chỉ một nén nhang, Trần Bình An đã rời khỏi cửa hàng, trong cửa hàng sau lưng, có người chết có người sống, tất cả đều là anh hùng hào hán trong mắt thế nhân, cũng đúng thật hầu như ai ai đều can trường dũng cảm, sắp chết đến nơi vẫn cứ hào khí can mây, ngược lại là đám người sống sót phần lớn đều trầm mặc ít nói hoặc là bị chút tổn thương liền chủ động thu tay bọn hắn không khẩu suất cùng ngôn trong ánh mắt cũng không có quá nhiều quyết tâm báo thù rửa hẳn ngược lại có một loại mơ hồ khó hiểu giống như đang nói nhân sinh đã như thế cũng chỉ có thể như thế trần bình an mặc kệ những thứ này rời khỏi cửa hàng phát hiện ven đường tuấn mã tụ tập thoáng suy nghĩ một lát trần bình an từ ven đường sắt lấy một con ngựa cao lớn xoay người lên ngựa động tác vô cùng thành thục trước có hơi lảo đảo sau đó là quất vó tung bay Trần Bình An không ngờ rằng lần đi giang hồ này đã đi nửa năm, không phải vì tìm kiếm đường xá tới tòa quan đạo quan quá mức xa xôi, mà Trần Bình An bằng vào chỉ thị trường khí sau lưng đưa ra, quanh quẩn trong một tòa thành trì hùng vĩ trọn vẹn ba tháng, song vẫn không có thể tìm tới cái gọi là quan đạo quan ở tòa kinh thành Nam Uyển Quốc này. Trần Bình An hỏi khắp tiểu thương tôi tớ, giang hồ võ nhân, đầu lĩnh tiêu cục, quan lại nhà môn, vân vân, ai nấy cũng đều chưa từng nghe có đạo quán nào như thế. Trần Bình An đọc qua các loại sách sử, huyện trí và giấy bút tư nhân, nhưng cũng không có bất kỳ manh mối thu hoạch duy nhất đại khái chính là trần bình an đã có thể nói lưu loát tiếng quan thoại nam Uyển quốc cứ như vậy từ tàn thu tới tuyết đông lất vất rồi đến mưa xuân tí tách đợi mãi đến lập hạ trần bình an có thể xác định đối vào quan đạo quan ở ngay trong tòa kinh thành này nhưng mãi mà vẫn không tìm được cửa dù tâm trí kiên định như trần bình an cũng bắt đầu thoáng dao động và bực bội bạn đang xem kiếm lai like tại kênh youtube di các phim trong thời gian này trần bình an cũng thu được rất nhiều kiến thức cổ quái hắn thấy một bộ quần áo màu xanh trôi nổi lơ lửng giữa đêm nó cứ như gia nhân nhảy múa tay áo phất phơ như nước chảy khi thì trong lúc vô tình khám phá một đạo chứa nhãn pháp chứng kiến bên trong một đoàn tường thành do hài cốt trồng chất mà thành trên mỗi một khối gạch xanh đều có khắc kinh văn phật ra thậm chí còn gặp được tăng lữ vốn không dễ nhìn thấy ở bào bình châu phật học rất thịnh hành từ triều đình cho tới dân dã nam uyển quốc chùa miếu mọc khắp các nơi như rừng qua đó trần bình an mới biết áo cà sa tăng nhân mà cũng có nhiều điểm cần chú ý hay là sự khác biệt giữa sư tụng kinh sư giảng kinh sư truyền pháp và sư hộ pháp tăng có lần rời khỏi kinh thành đi ra ngoài hít thở không khí xa xa theo gót một đám tăng nhân thân mang mật lệnh triều đình tiến vào một chiến trường chém giết vô cùng thảm liệt chân bình an tận mắt nhìn thấy hơn trăm vị sư tụng kinh ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn hoa sen mấy vị sư tụng kinh cởi giày đi chân trần cúi đầu chắp tay trước ngực lập tức giữa hai chân và bờ môi khép mở sinh ra rất nhiều đó hoa sen tuyết tăng nhân nào cũng đều có một chữ chẳng hạt quấn quanh bàn tay nếu lệ quỷ dây dưa sẽ bị ánh sáng vàng phát ra từ chẳng hạt đánh lui dưới ánh sáng vàng của chàng hạt tăng nhân bảo tướng trang nghiêm từng bước sinh ra hoa sen dẫn dắt lấy mấy vạn vong hồn oán khí ngút trời đi theo bọn hán tiến vào quỷ môn quan nơi giáp dưới âm dương trần bình an ngồi ở phía xa học tăng nhân chắp tay trước ngực cúi đầu không nói sau khi trở lại kinh thành trần bình an vẫn không tìm thấy quan đạo quan ngay lúc trần bình an khẽ cán răng chuẩn bị âm thầm tiến hướng hoàng cung ngày hôm nay mặt trời nhô lên cao trần bình an đi tới bên cạnh một giếng nước cúi đầu nhìn xuống sâu không thấy đáy u ám tối tăm Trần Bình An nhìn thoáng chốc, chỉ là thật sự không nhìn ra được gì, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục dạo chơi, nhìn lại giếng nước, vừa rồi đứng bên cạnh đó chút thôi, tựa hồ có hơi cảm thấy mắt lạnh. Từ sau trận chiến cùng Thái Kinh Thần cung phụng đại tùy, Thôi Đông Sơn liền thắng được xưng hiệu lão tổ tông Thái gia, hắn trở nên rất nổi tiếng tại sân nhai thư viện, cộng thêm bộ túi da màu hồng răng trắng, phong thái tuấn giật của Thôi Đông Sơn thực sự rất khiến người ưa thích. Thôi Đông Sơn có thể tùy ý đi lại trong thư viện, bên người luôn có một tỷ nữ tên là Tạ Tạ theo chân, hôm nay hai người đi dự thính quá trình kinh nghĩa của các lão phu tử nghe xong một nửa thôi đông sơn nằm sấp bên bệ cửa sổ ngủ thiếp lúc nào không hay tạ tạ đứng ở một bên không dám quấy giày xuân thu đại mộng của công tử nhà mình hại cho đệ tử trong phòng đều phải nín cười khổ sở vô cùng các lão phu tử hận không thể một thước đánh cho thôi đông sơn nở hoa đầy đầu nhưng vừa nghĩ tới thái kinh thần và chọn cả gia tộc đều phải rời khỏi kinh thành lão phu tử liền nhịn xuống phẫn uất trong lòng quyết định tí nữa nhất định phải nói chuyện với phó sơn trưởng mao tiểu đông về sau không được cho thôi đông sơn tới gần lớp học của mình giật mình một cái như là gặp phải ác mộng thôi đông sơn trợn mắt tỉnh dậy hơn nửa ngày mới hoãn thần lại được sau đó cứ thế nghênh ngang dẫn theo tỷ nỡ tạ tạ quay về chỗ ở đợi lúc tạ tạ đóng lại cửa sân thôi đông sơn tháo giày vượt qua bậc cửa vung tay áo sương mù bốc lên hiện ra một bức sơn hà hình thế đồ của bảo bình châu một tay thôi đông sơn vòng trước ngực một tay sờ cầm ánh mắt trước tiên rừng ở điểm cực bắc đại tùy của bảo bình châu sau đó rời xuống phía nam lướt qua hoàng đình quốc công vực đại tùy rồi dừng ở trung bộ khu vực quan hồ thư viện thải y quốc và sơ thủy quốc cuối cùng hắn đột nhiên nằm dạp xuống đất nhìn quanh trái phải tạ tạ ngồi nghiêng trên bậc cửa bức phong thủy đồ này hầu như chiếm cứ cả gian phòng nàng đi vào nhất định sẽ bị mắng bị đánh cũng không chừng thôi đông sơn một mực nằm ở bên cạnh thuận miệng hỏi người nói hiện tại trong cảnh nội đại tùy triều đình giang hồ trên núi dưới núi liệu có người mắng to hoàng đế là hôn quân không chiến xin tha cắt đất cầu hoặc không tạ tạ thành thật đáp chuyện bên ngoài thế nào ta không biết nhưng ở trong thư viện không ít phu tử xuất thân đại tùy mặt ù mày trao thở vắn than dài ngược lại chưa từng nghe nói có ai mở miệng chửi rủa thôi đông sơn bỏ dậy cười tùm tìm nói người đọc sách có một đặc điểm rất hay không mắng quân vương chỉ mắng gian thần quyền hoạn hồ ly tinh ngoại thích mắng trời mắng đất mắng mẹ nó đương nhiên chuyện gì cũng không có tuyệt đối dám mắng hoàng đế nhất định là có thế mới giỏi nói chung tim đen chẳng qua rất ít tạ tạ đã quay lời chung cùng thôi đông sơn tùy tiện nói công tử cao kiến nàng hoàn toàn là đáp một cách qua loa thái độ hời hợt không chút che giấu đừng nói là văn yêu lão hồ tinh quốc sư đại ly đến cả loại ngu ngơ như lý hoài đều có thể lướt mắt nhìn ra nhưng thôi đông sơn lại hoàn toàn không hề để ý thôi đông sơn hai tay chống nạnh hé miệng đột nhiên hít mạnh nuốt bức bản đồ bằng xương mù kia vào trong bụng sau đó thôi đông sơn nâng hai tay lên xương nanh múa vuốt nhếch miệng làm bộ như mãnh hổ gào thét tạ tạ nhìn mà khóe miệng co giật thôi đông sơn vỗ vỗ tay áo dương dương tự đắc đúng là khí thôn vạn dặm như hổ khó lường khó lường thị nữ tạ tạ chỉ hận không thể trận trắng mắt nhìn hắn nàng quay đầu nhìn về phía bên kia tường cao mặc kệ chiều dã đại tùy mạch ngầm tuôn động thế nào tòa đông sơn và thư viện này vẫn đang trong những ngày bình an vô sự đột nhiên một sợi tơ vàng từ ngoài viện bay tới im hơi lặng tiếng tốc độ nhanh như tia chớp tuy cực kỳ nhỏ thậm chí không bằng một sợi tóc của tạ tạ nhưng sau khi sợi tơ vàng thon dài này bỗng dưng xuất hiện khí hậu cuối thu đang chuyển lạnh đột nhiên có biến nhiệt độ cả tòa viện thao đó tăng cao khiến cho người ta như đang gửi thân vào ngày hè chói trang tạ tạ trố mắt cứng lưỡi căn bản không kịp có phản ứng nàng đầu óc trống rỗng tuy nhiệt độ trong viện tăng cao nhưng toàn thân tạ tạ lại lạnh buốt cứng ngắc quay đầu chỉ thấy mi tâm thôi đông sơn vừa bị sợi tơ màu vàng xuyên qua cả người đảo ngược ra sao ầm ầm ngã xuống đây hiển nhiên là thủ đoạn ám sát của một vị lục địa thần tiên nơi xa một giọng nói tăng thương khoái ý vang lên yêu nhân loạn quốc chết không có gì đáng tiếc nơi càng xa thân là chủ nhân phương tiểu thiên địa này phó sơn trưởng mao tiểu đông phẫn nộ quát ai dám cả gan hành hung trong thư viện. Tạ tạ ánh mắt ngốc trệ, vẫn cứ giữ nguyên tư thế ngồi nghiêng bên cửa, nhìn chăm cam thiếu niên áo trắng ngã vật xuống đất không thấy đứng lên, hắn cứ thế chết rồi, bà vai bị người khẽ vỗ, tạ tạ bỗng nhiên bừng tỉnh, thân thể căng cứng, quay đầu nhìn lại đồng thời trở tay đập một trường, nhưng tạ tạ vội vàng thu tay lại, vẻ mặt như người ban ngày thấy ma, thì ra thôi đông sơn đang đứng ở trước mắt, xoay người đối mặt với nàng, hắn nheo mắt lại, một tay gác sau lưng, một tay nhẹ nhàng duỗi ngón tay ra, điểm nhẹ lên chán tạ tạ, đẩy nàng đổ vào trong phòng như nguyền rượu ở chỗ thân thể tạ tạ ngã ngửa trên sàn nhà hồn phách mở mở lại vẫn ở nguyên chỗ cũ được thôi đông sơn dùng bí thuật ngang ngược cưỡng ép chia lìa thân hồn từng sợi hồn phách tí tí không chịu được dương khí không ngừng xung kích sắp bị tiêu tán thôi đông sơn đánh giá hồn phách tạ tạ cuối cùng phát hiện khác thường ở tòa khí phủ nào đó cười nói một câu chơi trốn tìm với ta kinh nghiệm còn non lắm chỉ thấy hắn như kỳ sĩ hai ngón tay nhón lấy từ trong hồn phách tạ tạ, tạ móc ra một quang điểm màu xanh lá tùy ý bóp vỡ giữa ngón tay thể phách được thần hồn dẫn dắt thân thể mềm mại đã mất đi cảm giác như cá trên thớt gỗ ra sức nhảy về phía trước một cái thôi đông sơn một tát đánh lên mặt hồn phách tạ tạ cười mắng thứ chẳng làm nên trò chống gì cút về thần hồn trở về vị trí cũ tạ tạ chậm rãi tỉnh lại đầu đau muốn nứt dễ dụa ngồi dậy một tay chống đỡ một tay che chán đau đến độ nước mắt chảy đầy mặt thôi đông sơn đi nhanh bước vào cửa xoay người nhặt lên một tấm khôi lỗi phủ thế thân phẩm trật cực cao trong phòng dùng ngón tay rúm thành cho tàn quay đầu cười nói mao tiểu đông ngươi còn nhịn được nữa à? người ta đã đi ị đi tiểu trong nhà người rồi trên đường đuổi giết tiếng cười lệnh của mao tiểu đông từ xa xa truyền vào tiểu viện nói đúng ngươi chính là đống phân kia thôi đông sơn cười hắc hắc nói ta đây mỗi ngày đi tới đi lui thế chẳng phải sơn nhai thư viện đã thành một nhà vệ sinh tạ tạ không nói nửa lời thôi đông sơn cũng lười giải thích hung hiểm và huyền diệu trong đó với nàng ngồi xếp bằng xuống nhíu mày trầm tư vì sao thư viện quan hồ ẩn nhẫn như thế hành trình thiết kỵ đại ly xuôi nam thực sự quá mức trôi chảy điều đó khác xa với mong đợi lúc đầu của hắn chiếu theo mưu đồ ban đầu ít nhất phải qua bốn trận đại chiến san khổ một trận ở trung bộ với vương triều thế tục phụ cận một trận xé phá ra mặt cùng thư viện quan hồ một trận cùng bạch xương vương triều nam bảo bình châu một trận cùng thế lực trên núi phía nam bảo bình châu chẳng lẽ rất nhiều thế lực mặc ra đại ly khác đã lặng lẽ tràn vào bảo bình châu chỉ tiếc hiện nay mình đã không còn là quốc sư đại ly rất nhiều tin tức nội tình trên đỉnh núi đã không cách nào giành được đến cả đánh cờ là người nào cờ phong như thế nào tất cả đều không biết thôi đông sơn đột nhiên hỏi có nghĩ tới cắm rễ ở đại lý long tuyền không tạ tạ lắc đầu chưa từng nghĩ qua lão nhân cao lớn mau tiểu đông bước vào trong viện là một tu sĩ nguyên anh không biết lai lịch để hắn chạy rồi thôi đông sơn căn bản không thèm để ý cười nói lần này chẳng qua là thăm dò mà thôi ngươi càng nên để tâm tới phu tử đệ từ trong viện thì hơn trên đời luôn có chút ít người tự cho là đúng cảm thấy thế đạo này nên như thế nào đều phải vận hành dựa theo ý nghĩ của bọn hắn một khi sơn nhai thư viện và kinh thành đại tùy thành thế đối lập liên minh giữa cao thị và tống thị bởi vậy mà hết hiệu lực cũng không chừng mao tiểu đông cao mày nói thật sự phải phong toàn núi còn chuyện thích sát hôm nay là bản ý của phe phái đại tùy nào đó hay là thủ bút của cửu nhân thôi xàm, khác biệt đều không lớn bởi vì khả năng thôi đông sơn nói đến kia không phải chỉ là lời nói đùa thôi đông sơn cười lạnh nói thế nào cảm thấy mất mặt mao tiểu đông hạ quyết tâm xoay người rời đi thôi đông sơn cười nói mao tiểu đông nếu ngươi nói câu mình là đống phân khi xảy ra chuyện ta có thể ra tay trợ giúp thư viện mao tiểu đông quay đầu mặt không đổi sắc nói, ta là một đống phân. Thôi Đông Sơn hậm hực nói, nếu ta nói mình là hai đống phân, liệu có thể thu hồi lời vừa rồi, an nhiên đứng ngoài bằng quan, khóe miệng lão nhân giật giật, quẳng xuống hai chữ không được, lập tức rời đi, Thôi Đông Sơn ai thán một tiếng, ngã ngược ra sau, ầm ầm ngã xuống đất, hai ngón khép lại trước người, lần nữa đứng dậy bĩu môi thì thầm cấp cấp như loạt lành, cứ thế lan đi lan lại trong phòng, tạ tạ khẽ lòng mồ hôi chán, Thôi Đông Sơn dừng lại hành vi ấu trĩ, nằm ngay đơ trên sàn nhà, rồi lại thốt lên lời càng thêm ấu trĩ tiên sinh lúc nào ngươi mới trở về đệ tử bị người ta bắt nạt tạ tạ không biết nên làm thế nào thôi đông sơn ngước mắt lên hỏi có phải cảm thấy công tử nhà ngươi đang nói đùa tạ tạ do dự một chút cuối cùng vẫn hật đầu thôi đông sơn nghiêng người mà nằm một tay nâng đầu cười nhạo nói có trần bình an ở đây mặc kệ tu vi hắn cao hay không ta chỉ cần xuất lực là được đúng thì không bị mắng sai thì bị mắng dù sao đều không cần suy nghĩ nhiều còn ngươi có thể ít bị ta đánh còn cái đứa không tim không phổi như vu lộc chỉ cần xem đáo nhiệt là được lâm thủ nhất sẽ càng thêm tập trung vào tu đạo lý hòe nhát gan lại càng có lý do để nhát gan dù sao cũng có Trần bình an che chở hắn mọi chuyện cần lo đều có vị tiên sinh kia của ta gánh lấy thôi đông sơn lười nhác ai thán một tiếng không nói gì thêm tạ tạ không khỏi tò mò hắn hình như kể sót một tiểu cô nương thích mặc xiêm y màu đỏ thôi đông sơn thở dài một tiếng nói tiếng chắc cũng chỉ có tiểu bảo bình là đau lòng tiên sinh nhà ta ai ui một tiếng thôi đông sơn lại bắt đầu lăn qua lan lại tay ôm ngực miệng la hét nghĩ đến đây ta lại càng đau lòng chết đi được sau trường phong ba thích sát ngắn ngủi dưới sự yêu cầu của phó sơn trưởng mao tiểu đông sơn nhai thư viện bắt đầu phong cấm sơn môn bất luận là phu tử tiên sinh hay đệ tử tạp dịch hết thảy đều không được ra ngoài đối với điều này sơn trưởng trên danh nghĩa lễ bộ thượng thư đại tùy tuy có dị nghị nhưng hoàng đế bệ hạ lại ủng hộ hơn nữa còn bí mật tăng phái mấy vị cung phụ ẩn nấp quanh phụ cận đông sơn hơn nữa còn để hoàng tử cao huyên chính thức tiến vào thư viện cổ học hôm nay cao huyên lại phụng bồi hào hữu vu lộc cùng nhau ở bên hồ thả câu theo thời gian đầy rời rốt cuộc vu lộc đã thẳng thắn đối mặt với cao huyên thứ nhất là thân phận hắn thái tử lưu thị vương triều tiền triều thứ hai là tu vi võ đạo thất cảnh cao huyên nghe xong sau đó chỉ phát ra hai tiếng một cái a à, một cái oa à. đương thời ánh mắt hoàng tử đại tùy sáng rực lên vì lựa chọn bằng hữu của mình mà cảm thấy tự hào vu lộc cũng không thấy điều này có gì không đúng có qua có lại mới lòng nhau Cao Huyên cũng nói rất nhiều chuyện riêng chua xót nhà mình, ở bên cạnh nữ tử, hy vọng bản thân thập toàn thập mỹ, chưa hẳn là thực ưa thích nàng, cùng nam tử kết giao, có thể hoàn toàn không để ý khuyết điểm của mình, đối đãi chân thành, quá nửa là thực sự coi hắn làm bằng hữu, hai vị bạn cùng lứa tuổi, một người một cần câu bằng trúc xanh, yên tĩnh chờ đợi cá cắn câu, Cao Huyên hỏi, lúc trước không phải ngươi nói bảo bình sẽ tổ chức võ lâm đại hội, sao ta tiến vào thư viện lâu vậy rồi mà không thấy ngươi đi tham gia, Vu Lộc mỉm cười nói, bảo bình làm ba lượt sau đó lại không chịu tập quần hùng nữa người khác thế nào ta không biết chứ riêng ta khá là thất vọng cao huyên chỉ chỉ bên kia đường cười nói lý hoài ở đằng kia vu lộc không quay đầu nhìn lại căn bản không cần nhìn cũng biết lý hoài nhất định đang dẫn theo hai tên tiểu đồng bọn chơi đùa một đứa con em hàn tộc nghèo khó tính tình cởi mở khá là ương bướng một đứa con nhà trâm anh thế phiệt lại khá là nhát gan hướng nội không biết ba người tại sao lại thân cận được với nhau mỗi ngày đều như hình với bóng nghe nói dưới sự đề nghị của đứa con em hàn tộc ba tiểu gia hỏa còn chém đầu gà đốt giấy vàng kết bái huynh đệ cái gọi là đầu gà chẳng qua là chim sẻ bắt từ trên cây xuống giấy vàng thì là trang sách lặng lẽ sẽ ra từ trong điển tịch trên thư lầu sau khi sự tình bại lộ ba người vì thế mà bị tiên sinh đánh cho bờ mông nở hoa ba người ở bên hồ lấy nhánh cây trong tay làm đao kiếm ngươi tới ta đi gào thét inh ỏi lý hoài tự nhiên cũng thấy được vu lộc câu cá bên bờ sông chỉ là hắn thoáng do dự một chút song vẫn không tới chào hỏi cùng vu lộc nếu là lâm thủ nhất Lý Hoài khả năng còn có thể tới nói chuyện phiếm vài câu, đối với Vu Lộc và Tạ Tạ, Lý Hoài không phải đặc biệt thân cận. Năm đó trong đội ngũ Đại Tùy Viễn Du cầu học, Lý Hoài và Lý Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất, là cùng khóa lại là đồng hương, tình nghĩa nặng hơn với Vu Lộc và Tạ Tạ nhiều. Nay Lâm Thủ Nhất đã rất hiếm khi tới thư lâu, ngoại trừ mỗi ngày đi học, phần lớn thời gian đều ở trong tiểu viện tu hành. Đây là do một vị phu tử đức cao vọng trọng giúp hắn được thư viện phân phối cho. Lão tiên sinh là người trong tu hành nguyện ý sóc lòng dạy dỗ lâm thủ nhất không chỉ giúp hắn giải thích rất nhiều chỗ tinh diệu trong bản vân thượng lang lang thư lâm thủ nhất mang theo bên người mà còn mang đến cho tiểu viện một vài bí kíp tiên gia mà mình cất kỹ tùy tiện để lâm thủ nhất duyệt đọc chỉ cần có thời gian lão phu tử sẽ đến tiểu viện giải đáp nan đề và nghi hoặc cho lâm thủ nhất một già một trẻ dù không có danh thầy trò nhưng đã có quan hệ thầy trò lâm thủ nhất ngoại trừ học tập điển tịch kinh nghĩa khô khan phần lớn tâm tư đều đạt ở tu hành thanh tịnh, một lòng vấn đạo cuối thu xào sạc trong thư viện có một tiểu cô nương nàng chỉ đơn giản là đổi vái đỏ đơn bạc thành ấm dày một chút về phần áo bông tạm thời còn chưa dùng tới cô vẫn thường xuyên một thân một mình đi tới cây cổ thụ trên đỉnh đông sơn ngồi ở đó ngẩn người hoặc là ăn chút bánh ngọt dài thèm lúc học hành bận rộn cũng sẽ cầm sách vở ngồi trên nhánh cây đọc bài miễn cho hôm sau bị tiên sinh phạt chép bài cũng may chỉ cần cô hơi rảnh rỗi thì sẽ sớm chuẩn bị sẵn văn chương phu tử phạt chép từng chồng từng chồng cất đặt chỉnh tề đã tích lại rất nhiều trong học xá thế nên hiện nay ở sơn nhai thư viện cô có thêm một tên hiệu là cô nương chép sách hôm nay trên tảng cây lý bảo bình lắc lắc bàn chân đếm đầu ngón tay dụng tâm tính xem mình và tiểu sư thúc đã xa cách bao lâu lâu như vậy rồi sao tiểu sư thúc còn chưa tới ánh mắt lý bảo bình thoáng buồn rười rượi ha ha nếu qua lâu vậy rồi có phải khoảng cách đến ngày gặp mặt đang càng gần lý bảo bình lại vui vẻ thế là tiểu cô nương áo đỏ đứng dậy nhảy nhót trên nhánh cây tận lực ngó ra xa xa nói không chừng nhất thời tiểu sư thúc đã đứng ngay dưới chân núi thì sao cạch một tiếng lý bảo bình ngã xuống đất mặt mày xám cho một thân bụi đất cũng may kinh nghiệm phong phú biết được làm sao để té ngã đỡ đau thế nên lý bảo bình không hề bị thương chỉ là một thân bút nhức bầm tím là điều khẳng định bạn đang xem kiếm lai like tại kênh youtube di các phim tiểu cô nương nghe rằng nhếch miệng tranh thủ nhìn quanh bốn phía phát hiện không ai chứng kiến quẫn cảnh của mình lúc này mới tập tánh đi xuống núi trên đường đi không ít người chủ động chào hỏi cùng cô lý bảo bình nhất nhất đáp lại về tới học xá nhàn tới vô sự lại bắt đầu chép sách lý bảo bình liếc nhìn ra sàn trên bàn nở nụ cười sáng lạn hắc lần sau tiểu sư thúc đến kinh thành đại tùy nàng có thể cúc học nguyên một tuần sau đó dù phu tử có tính sổ nàng sẽ có thể chuyển chỗ núi sách này ra chờ hắn lý bảo bình càng nghĩ càng cảm thấy mình thông minh một tay chấp bút thành thạo chép sách tay kia vươn ra ngón tay cái hai mắt sáng rực trực chập nói không hổ là võ lâm minh chủ bác khí trên lạc phách sơn long tuyển quận sao thu được một phong thơ tiểu đồng áo xanh rất ít khi ra ngoài lại tới thị trấn nhỏ gửi đi một phong thơ tự tin tràn đầy sau đó lần đầu tiên hắn đi phi vân sơn một chuyến tới bắc nhạc điện đại đi tìm người tên ngụy bách kia nhưng sau khi về lại chốc lâu nữ đồng vái hồng phát hiện hắn có vẻ hứng chí không cao tuy không biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì nhưng hẳn là không được thuận lợi tiểu đồng áo xanh không cầu nhau với cô chỉ một mình tới bên sườn dốc thở ngắn than dài rất nhanh sau đó đấu trí sụp sôi xuống núi đi tiếp tới trấn nhỏ một chuyến kiên trì dạo quanh huyện nha và siêu vụ đốc tạo phủ cách hai ngày lại đi long tuyển quận thành mới xây ở phía bắc núi lớn Tới tìm quận trưởng Ngô Diên, lần này tiểu đồng áo xanh bận trước bận sau, nữ đồng váy hồng nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Tuy ngày thường hắn không mấy khi nghiêm túc, nhưng cô biết, hắn tâm cao khí ngạo, phải gọi là mắt cao hơn đỉnh, trước đây đến cả Ngụy Bách đều nhìn không vừa mắt. Đừng thấy gặp được Ngụy Đại Sơn thần, hắn luôn rất là nịnh nọt, nhưng mà nịnh nọt xong, quay đầu liền sẽ nhổ nước miếng, chứ đừng nói gì tới viên huyện lệnh, cả đốc tạo hay là Ngô quận trưởng. Nữ đồng váy hồng không nhịn được hỏi một tiếng, hắn chỉ nói tiểu nha đầu ngươi thì biết cái gì, sau đó quay đầu ghế trúc ngồi một mình ở bên kia sườn dốc rốt cuộc có một ngày tiểu đồng áo xanh lần nữa tươi cười hớn hở đi đứng ngành ngang nữ đồng váy hồng sợ hắn lại ghét mình tò mò nhẫn nhịn không hỏi lần này tâm tình tiểu đồng áo xanh rất tốt chủ động chuyển hai ghế trúc ra dưới mái hiên sơ chân bắt chéo gặm hạt dưa nữ đồng áo hồng nghĩ thầm không lẽ điên rồi tiểu đồng áo xanh hớn hở cười nói chuyện huynh đệ thủy thần ngự giang phó thác ta đã làm thành ta đã gửi thư cho miếu thủy thần ngự giang hoàng đình quốc nữ đồng váy hồng ngạc nhiên nói thủy thần muốn người làm chuyện gì tiểu đồng nhếch môi cười nói chẳng phải hoàng đình quốc biến thành phiên thuộc đại ly rồi ư thủy thần Ngự giang nghe nói ta lăn lộn phong sinh thủy khởi ở đại ly muốn ta giúp hắn đáp cầu rát mối trừ cam đoan miếu thủy thần không bị dỡ ra tốt nhất có thể để đại ly cho hắn một tấm biển thái bình vô sự chút việc nhỏ lông gà vào tỏi đó có là gì giờ chẳng phải đã xong thì ra là thủy thần từ hoàng đình quốc gửi thư tới mời hắn làm việc lúc trước tiểu đồng vũ ngực cam đoan trong thư khoác lác rất nhiều nói huynh đệ thủy thần cứ yên tâm chút việc nhỏ không đáng nhắc tới cứ yên tâm chờ tin tốt của hắn nữ đồng váy hồng oán thầm trong lòng việc nhỏ lúc trước người suốt ngày vào đầu bứt tai bộ dáng muốn sống muốn chết tính là cái gì hơn nữa làm sao ngươi còn không biết xấu hổ nói mình lăn lộn phong sinh thủy khởi ở long tuyền đến cả cần cù tu hành cũng là để không bị người hai quyền đánh chết đoán chừng mỗi lần cả gan xuống núi đều là nơm nớp lo sợ nữ đồng váy hồng nhẹ giọng hỏi là ngụy sơn thần giúp ngươi giải quyết sắc mặt tiểu đồng khẽ biến ý cười có phần gượng ép ra vẻ thoải mái nói đó là đương nhiên quan hệ giữa ta và ngụy bách là thế nào đã quen thuộc như vậy rồi mỗi ngày xưng huynh gọi đệ trước chuyện nhỏ đó ngụy bách nào dám nói một chữ không lần thứ nhất leo lên phi vân sơn bái phòng bắc nhạc điện chỉ là lão ngụy có việc ra ngoài ngươi không biết phụ quan thần linh sơn nhạc điện khách khí với ta thế nào đâu xếp một bàn yến hội khoản đãi ta ta nói không cần bọn hắn cứ phải kéo lấy không cho ta xuống núi ai sầu chết ta nữ đồng áo hồng không nói gì nữa nàng không muốn vạch trần ra cho hắn thổi mà thôi dù sao cũng biết đứa này chết vì sĩ diện tiểu đồng áo xanh nói đến độ nước bọt văng tung tóe mặt mày hớn hở chỉ là nói đến cuối cùng liền như chút sạch tinh thần khí dứt khoát không nói tiếp yên lặng gặp hạt dưa lần thứ hai gặp mặt ngụy bách quả thực đã gật đầu đáp ứng lấy thân phận chính thần bắc nhạc mở miệng cùng triều đình đại ly giúp huynh đệ thủy thần ngự giang kia của hắn lấy được hai tấm bùa hộ mệnh nhưng mà hắn phải bỏ ra giá cao để trao đổi một viên xà đàm thạch thượng đằng trần bình an đưa cho hắn tiểu đồng áo xanh rất tiếc rẻ nhưng mà không hối hận hắn đột nhiên cười lên vươn tay chỉ hướng phía nam cô ngốc sau này đến ngự giang ta dẫn ngươi tới phủ đệ huynh đệ thủy thần kia uống rượu ăn thịt cho người biết ta kết thiện duyên kia rớt cục lợi hại thế nào chỉ bởi vì là ta dẫn ngươi đi người người đều phải kính người nữ đồng váy hồng không biết nói gì cho phải nhưng trong lúc vô tình nàng thoáng nhìn sắc mặt hắn thấy thần thái hưng phấn đó nàng không nỡ đành lòng nói khẽ được nếu không phải thịt cá bình thường ta ăn chút đặc sản là được rồi tiểu đồng áo xanh cười ha hả nào có đáng gì một câu nói của ta thôi hai người bắt đầu trầm mặc hắn đột nhiên nói nếu lão ra ở trên núi có lẽ ta đỡ phải chạy vài chuyến đúng không nữ đồng váy hồng khẽ ư, ở núi lớn phía tây làm ăn ở sạp hàng mì hoành thánh của đồng thủy tình càng lúc càng tốt thiện nam tín nữ đến miếu sơn thần thắp hương đều dừng ở bên này ăn một chén giải lao no bụng nhất cử lưỡng tiện công việc làm ăn lớn dần sạp hàng trở nên quá nhỏ vì vậy đồng thủy tình dứt khoát xây hẳn một cửa hàng kể từ đó bất kể thời tiết mưa gió ác liệt cũng có thể đón khách vào cửa vô cùng ăn vừa đợi mưa tạnh hơn nữa ông chủ thiếu niên này rất dễ nói chuyện dù không bỏ tiền mua mì mà chỉ coi cửa hàng là lương đình đặt chân nghỉ ngơi hắn chẳng những không đổi người còn có thể sai tiểu nhị dâng lên một chén nước trà nóng hổi chi tiêu cho cửa hàng lớn hơn nhưng giá mỗi chén mì hoành thánh vẫn không tăng mùi vị cũng không đổi thế nên mấy vị quan lão gia long tuyển quận đều nghe tin chạy đến tỉ như quan lớn nhất thái thú ngô diên cũng vào cửa hàng ăn một bát mì hoành thánh mùi thơm rực mũi khen không dứt miệng hoàng hôn ngày nọ cửa hàng sắp đóng cửa dặn dò tiểu nhị dọn dẹp mấy bàn khách khứa thừa thớt còn sót lại đồng thủy tình hiếm hoi có được lúc rảnh rỗi mệt nhọc càng ngày, hết hơi kiệt sức, cứ thế ngồi ở cửa ra vào, bưng một chén nước trà, từ từ uống. Đồng thủy tình đột nhiên đứng dậy, vội vàng uống xong chút nước trà còn sót lại, bước nhanh đi tới, từ trên núi đi xuống một nhóm người, trong đó có một gương mặt quen thuộc, nàng hẳn là cùng theo trưởng bối trong nhà lên núi thắp hương, lúc này mới xuống núi, nhìn sắc trời, hơn phân nửa là phải nghỉ lại trong long tuyển quận thành. Đồng thủy tình cười chào hỏi, đoán tuổi tác mấy vị đại nhân, miệng hô cô gì chú bác, sau đó nhìn về phía nha đầu vóc dáng hơi cao kia, hỏi, thạch xuân gia trở về lúc nào vậy hôm nay tiểu cô nương không còn tết tóc sừng dê lúc trước thạch xuân gia đi cùng đám lý bảo bình đồng thủy tình từng trải qua một trận viễn du kinh tâm động phách ngắn ngủi sau khi trở lại thị trấn nhỏ đám nhóc liền chia làm ba tốp mỗi người một ngả ai cũng có lựa chọn riêng lý bảo bình lý hòe và lâm thủ nhất cùng theo trần bình an tới đại tùy cầu học đồng thủy tình lưu lại thị trấn nhỏ qua một đoạn thời gian suy nghĩ rất nhanh sau đó đã rời đi hai tòa tổ trạch ở thị trấn lưu lại một tòa bán một tòa chẳng những mua nửa con phố ở khu cao cấp quận thành còn dư tiền làm vốn bắt đầu một mình mua bán duy chỉ có thạch xuân ra trong nhà bán đi cửa hàng tổ truyền ở kỵ long hạng đi theo gia tộc dọn tới kinh thành đại tùy không biết lần này trở lại cố hương là vì tế tổ hay còn lý do nào khác cha mẹ thạch gia xuân chỉ nghe nói qua về đồng thủy tình chứ chưa từng gặp mặt thấy con gái có vẻ bịn xịn liền thuận thế nói muốn ăn vài bát mì hoành thánh đồng thủy tình tự mình xuống bếp tự mình dâng món hàn huyên hai câu rồi quay về đứng sau quầy Thạch Xuân Gia ăn qua loa hai miếng liền đứng dậy chạy tới bên cạnh Đồng Thủy Tỉnh nhỏ giọng hỏi thăm có tin tức của Bảo Bình không. Đồng Thủy Tỉnh chỉ có thể thuật lại một ít chuyện Trần Bình An đã từng nói qua. Thạch Xuân Gia vành tai nghe không sót chữ nào. Đồng Thủy Tỉnh mắt nhìn bốn phía, thấy bên kia đã sắp ăn xong, bèn nhìn như tùy ý hỏi, lần này trở về là muốn ở lại. Thạch Xuân Gia gật đầu nói, nghe nói bên này mở tư thủ, là Long Vĩ Khê Trần Thị đứng ra mở, ra ra ta liền để ta và cha mẹ trở về, dù sao cửa hàng bán đi, nhưng tổ trạch vẫn còn có chỗ để ở đồng thủy tỉnh gật gật đầu cuối cùng vẫn thu tiền của người nhà thạch xuân gia chẳng qua so với bình thường mỗi bát ít hơn mấy đồng thạch xuân gia là một nhà đầu tính tình ngay thẳng thấy ra hỏa đồng thủy tỉnh còn dám lấy tiền nàng hung hăng chừng mắt nhìn tên đồng môn tiền luồn vào trong mắt này đồng thủy tỉnh mỉm cười không thèm để ý đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi biết rõ về sau còn nhiều cơ hội gặp mặt làm buôn bán người quen đến nhà tuyệt không thể giết nhưng cũng không thể không thu tiền không lời không lỗ là tốt nhất nếu không càng làm buôn bán lại càng không có bằng hữu người nhiều lần lỗ vốn người đó còn thích luôn luôn tới cửa chứng minh đối phương không coi người là bằng hữu người nhiều lần kiếm được nhiều hơn bình thường vậy càng rõ ràng người căn bản chưa từng coi người ta là bằng hữu nếu là loại này ngược lại coi như xong nếu là kẻ trước vậy mới đáng lo xác định sẽ không còn khách nhân hai tên tiểu nhị đã mệt mỏi dã rời đồng thủy tình làm riêng cho bọn hắn hai bát mì hoành thánh lớn nhìn bọn họ ăn như hổ đói đồng thủy tình trông ra cảnh đêm bên ngoài cửa hàng sau đó thấy được một nam nhân trường kiếm vắt ngang sau lưng bước qua cánh cửa hiệp khách mặc ra tên là hứa nhược mới từ lão long thành quay về bến đỏ long tuyển quận liền trực tiếp tìm tới nơi này hắn cười nói với thiếu niên cao lớn về tin tức của nàng ta đã trái lệ nói cho người biết vậy giờ ngươi quyết định xong chưa đồng thủy tình gật đầu nếu nàng đã là người trong thần tiên vậy mình không thể cứ sống như vậy nữa làm cái gì xa đao nhân kia sẽ có thể sống lâu thêm vài chục năm thậm chí là mấy trăm năm mặc kệ cuối cùng bản thân có thể ở cùng vị cô nương kia hay không có thể nhìn nàng nhiều thêm vài lần, vậy là đủ rồi. Thư giản hồ xuất hiện một vị tiểu ma đầu họ cố, tên là Cố Sán, là quan môn đệ tử của thanh hạp đảo Tề Giang chân quân Lưu Trí Mậu, lại có thể điều khiển một con dao long thực lực có thể sánh với kim đan đỉnh phong. Lúc trước trong trận đồng môn huyết chiến kia, con dao long này từng giết cho thanh hạp đảo thay ngã khắp đồng. Càng kỳ quái chính là, Lưu Trí Mậu từ đầu tới đuôi đều không ngăn trở, dù đại đệ tử bị con xúc dinh kia cắn chết cũng không lộ diện. Nếu chỉ dừng ở đấy, hung danh hiển hách của tiểu ma đầu còn chưa đến mức truyền khắp thư giản hồ vùng thủy vực rộng nhất bảo bình châu nguyên nhân là ở sau lần đó trên sóng xanh thư giản hồ thường xuyên thấy có một tiểu hài tử nhìn như ngây thơ dạo khắp tứ xứ mới đầu còn có luyện khí sĩ nghĩ lầm hài tử này dùng thuật pháp ngự thủy tị thủy mới có thể hai chân bất động vẫn thành thơi dạo chơi trên mặt hồ thường thường đều là nước sông không phạm nước giếng nhưng có một lần chọc phải tai họa lớn hơn 20 vị luyện khí sĩ trẻ tuổi cùng một sư môn cưỡi trên một chiếc lâu thuyền cực lớn kết bạn du ngoạn trên hồ trong lúc vô tình gặp phải đứa bé kia hai bên đụng nhau ai cũng không muốn nhường đường thế là nổi xung đột kết quả lúc song phương sắp đâm vào nhau đứa nhóc hai tay vòng trước ngực đột nhiên nhô lên cao thì ra thứ hắn giẫm dưới chân là một con quái vật dao long khổng lồ móng vuốt nó đè xuống liền cắt ngang lâu thuyền đám luyện khí sĩ vốn định ngự phong trốn khỏi thuyền đắm liền bị xúc sinh kia phun cột nước sau khi nước quất qua chỉ còn lại khung xương về phần đám người biến thành ướt sũng thì bị móng vuốt quát lấy mở ngực mổ bụng kém may mắn hơn thì bị nó nuốt vào bụng nhai nuốt ngon lành hết thảy binh khí và thần thông nện trên người nó căn bản chỉ như gãy ngứa thậm chí nó còn lười tránh né sau cùng đứa có kết cục thê thảm nhất là một người thông minh định bắt giặc trước bắt vua hắn là một vị kiếm tu thân phận kim quý có chút danh tiếng trong quần hùng thư giản hồ muốn dùng bản mạng phi kiếm ám sát đứa nhóc đứng ở trên đầu giao long giao long một mực ôm lấy tâm thái chơi đùa lập tức trở nên cuồng bạo thân thể điều động nước hồ bốn phía cuộn lên sóng lớn ngất trời vây tên kiếm tu trong một tòa lồng ra bằng nước sau đó không biết xúc sinh kia sử dụng loại bí pháp nào rút sạch không khí bên trong mặc cho linh khí kiếm tu khô cạn cuối cùng nổ tung mà chết phanh một tiếng nổ vang máu tươi bắn tung trong lồng giam như một đóa hoa cực lớn nở bung đứa bé ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu dao long bật cười ha ha một ít tu sĩ long muộn cảnh và đại lão kim đan cảnh hỏa tốc chạy tới khoảng cách gần chứng kiến một màn như vậy ai nấy đều bị dọa sợ không nhẹ lúc trước ở nội chiến thanh hạp đảo khoảng cách quá xa xôi hơn nữa lúc ấy xúc sinh này còn chưa thể hiện ra thần thông tương tự như luyện khí sĩ nhưng đến lúc này cách chẳng qua hơn trăm trượng thấy con xúc sinh kia như là khai khiếu hiểu được bản mệnh thần thông nếu ghi chép trong cổ thư liên quan đến giao long nhất tộc không sai chẳng phải chỉ cần bản lĩnh càng tiến một bước nó sẽ trở thành địa tiên giao long có thể biến ảo hình người đặt ở thời đại viễn cổ giao long hương thịnh chỉ sợ cũng có tư cách có được một tòa long cung đám đại tu sĩ thư giàn hồ tiếng tam lừng lẫy này mới đầu còn ôm lòng cầu may muốn len lén cứu một hai tên môn hạ đệ tử có một vị lão tu sĩ long môn cảnh sung phong lao lên khe khẽ vung trào về phía con súc sinh kia thế là thân thể của vị lão tu sĩ cách đó hơn 10 triệu bất chợt nhiều thêm một dấu móng tay cực lớn bị ném tung lên không chém giết giữa tu sĩ trong ngũ cảnh dù là cách nhau một hai cảnh giới thắng bại thường không khó để đánh giá nhưng bình thường sẽ không có kết quả sinh tử sớm như vậy được ai nấy ngơ ngác nhìn nhau cuối cùng không ai dám cứu vớt những đệ tử môn phái rơi xuống nước kia nữa mà đều chọn cách bò bò giữ mình nhanh chóng thối lui sau lần nọ có người trộm tiến vào thanh hạp đảo muốn ám sát ma đầu cố sán kia kết quả đều bị tiệt giang chân quân lưu trí mậu đánh gục trong vòng nửa năm liên tiếp năm sáu lần ám sát đều bị thanh hạp đảo ngăn lại nửa năm sau lấy lưu trí mậu cầm đầu cố sán và con xúc sinh kia làm chủ lực giết thẳng tới hòn đảo nơi môn phái những thích cách kia đặt chân, không một ngoại lệ, chỉ giữ lại một ít thiếu nam thiếu nữ tư chất tu đạo tạm được, riêng đám người còn lại, toàn bộ đều xử tử, đào sâu ba thước, lấy đi tất cả tài bảo pháp khí, trong nhất thời thanh hạp đảo gần như trở thành chủ nhân quần đảo thư giàn hồ, kẻ thuận thì sống, kẻ nghịch thì chết. Hiện nay Cố sán cùng mẫu thân hắn hiện ở trong một tòa dinh thự tráng lệ tại thanh hạp đảo, sau mấy lần thầy trò liên thủ đi diệt môn phái khác, đại chiến kết thúc, cố sán liền sẽ sai vị sư tỷ năm đó mật báo cho hắn giúp hắn chọn lựa một ít mỹ nhân dung mạo kiều diễm, tuổi tác cũng không lớn, để tương lai làm nhân tuyển tiểu nương khai khâm, còn chuyên môn mời người dạy cầm kỳ thư họa. Hôm nay, cô sán hiếm hoi có dịp không đi ra ngoài du ngoạn, mà phụng bồi mẫu thân đi tới hậu đường, tất cung tất kính quỷ gối trên bồ đoàn, dập đều kính hương trước một đài vị. Mấy năm nay phu nhân sống an nhàn sung sướng, dung nhàn sáng phóc càng đẫy đà động lòng người. Phu nhân đứng dậy nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, nhẹ giọng thì thào, như là đang báo bình an với phu quân đã mất. Cố sán đứng trong đại đường trang nghiêm tĩnh mịch ngẩng đầu nhìn lên hương khói lượn lờ trước mặt đứa nhóc tay đã nhuộm vô số máu tươi này thẫn thờ không nói lời nào hai mẹ con cùng nhau bước qua bậc cửa cố sán đột nhiên hô một tiếng mộ thân phu nhân nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cố sán cúi đầu nhìn lại nhẹ nhàng hỏi làm sao vậy cố sán nặn ra khuôn mặt tươi cười lắc đầu nói không việc gì kinh thành nam uyển quốc có một tiểu cô nương gầy còng bụng đói kêu vang quần áo rách nát ánh mắt lạnh lùng cẩn thận đi tới thanh hà phường nơi quyền quý tụ tập quen đường quen lối tiến vào cửa hậu một tòa dinh thự xa hoa trời nắng trang trang tiểu cô nương ngăm đen gầy gò đi mà đầu đầy mồ hôi nhưng thần sắc vẫn cứ lạnh lùng người xổm dưới một gốc đại thụ bóng cây dâm mát nàng ngẩng đầu nhìn lại vầng nắng gắt trên bầu trời khiến nàng nhìn mà hai mắt rơi lệ nàng lặng lẽ thu hồi tầm nhìn xoa xoa nước mắt rất nhanh cửa hậu tòa nhà liền bị người lén mở ra từ trong khe cửa hẹp hỏi luồn ra một bạn cùng lứa với cô bé gầy gò đó là một tiểu thiên kim phấn điêu ngọc trác ăn mặc hoa mỹ nàng vất vả ôm lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ mồ hôi đầm đìa một đường chạy chậm đến trước mặt cô bé gầy gò cười tới nói lễ vật tặng cho ngươi giữa trưa hè nóng bức trong hộp gỗ nhỏ có nước đọng chảy ra cô bé gầy gò cao mày tiếp lấy hộp gỗ nâng trước ngực một tay đẩy ra nắp hộp tiểu cô nương xinh đẹp phía đối diện cười vui vẻ nói ngươi còn nhớ không mùa đông năm trước chúng ta cùng nhau đắp người tuyết ta sai người trong phủ đặt vào hầm băng hôm nay cố ý lấy ra tặng cho ngươi thích không tiểu cô nương gầy gò cúi đầu nhìn chăm chằm người tuyết kia thấy không rõ sắc mặt nhà đầu xinh xắn đi ra từ trong phủ vương hầu huân quý kia vẫn ở bên cạnh như đang tranh công hở khạo chỉ đón hỏi có thích hay không tiểu cô nương gầy còm chậm rãi ngẩng đầu hỏi đồ ăn đâu kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người